Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Sáng nay vị chú đã nhận được một cuộc gọi từ một khán giả từ tiểu bang Michigan. Anh này từ tiểu bang Michigan và anh xác nhận là người đã từng là đệ tử của nhân vật áo vàng. Có ngọc là thầy không tên, và anh bước vào giai đoạn bắt đầu cũng như là kết thúc của khu rừng Thiền Đạt Ma, từ lúc mà hoang sơ đến lúc xây dựng và lúc bán đi. Có rất nhiều thông tin anh chia sẻ và rất là thú vị. Bây giờ mời các bạn theo dõi cuộc trò chuyện của vị chú và một anh khán giả từ tiểu bang Michigan. Mời các bạn theo dõi. Vâng, thưa anh, anh là một người đã biết đến Mẫu Ngọc Bán Ngọc là thầy không tên, là nhân vật áo vàng đi với Kim Ngân và sư cô đại cà vê Kipsi, và sau cái kiếp phỏng vấn của vị chú với một đệ tử của nhân vật áo vàng tại từ Sacramento, thì anh khán giả đã gọi đến vị chú để trình bày thêm những chi tiết mà chúng ta khán giả rất là thắc mắc và cũng như quan tâm. Xin chào anh. Dạ, xin chào anh, chào những người trong cái khán giả của Việt Vi Chú, tất cả. Anh đã coi cái clip hôm qua, thì anh xem xong thì anh có những chi tiết gì thắc mắc và bổ sung cho, vì anh là người, anh nói là anh là người, anh trước hết anh giới thiệu anh biết cái người nhân vật áo vàng như thế nào và cụ thể là những cái chi tiết nào thưa anh. Thật sự cái chị ở Sacramento đó, để mà nói, để mà trình bày cái những ý kiến đó đó, thì chỉ có đúng 40% khúc đầu thôi, chứ khúc sau này, khúc mà thâm cung bí sử của rừng thiền thì chị ở ngoài, chị không biết đâu. Tụi tôi là một số người rất sát thích với rừng thiền từ A tới Z, từ đầu đó. Từ đầu thì lần đầu tiên thì tụi tôi biết đến lần đầu tiên thì cái thầy Huyền Tế đó thì ở Michigan này nè, mới đứng ra làm đơn mời thầy Thích Tân Châu á, từ Việt Nam qua thì giảng đạo đó. Rồi lần thứ hai á thì anh Hắc, xin lỗi cho không nói tên rõ, anh Hắc ở Michigan và một cái anh nữa là tên em là ở Kentucky đó, mới đứng đơn ra mời thầy đi Tân Châu á, sang Mỹ lần thứ hai thì giảng đạo đó. Thì được cái hai chị này là tên là TN và là TC, hai chị em ruột, cũng hỗ trợ rất đắc lực nó để đảm bảo mà rước thầy qua để thầy giảng đạo. Thì trong cái lần thứ hai này á, thì có anh là Kentucky tên là em, là ảnh đã đề nghị thầy Thông Châu đó, có cho anh mở cái một khóa tu, là đề nghị mở khóa tu 7 ngày tại nhà ảnh ở Kentucky. Thì khóa tu đó thì tôi cũng có đi dự đấy, tôi và một số người ở Michigan và một số tiểu bang khác cũng có đi dự. Thì tôi rất là thích, vì thầy giảng rất hay, như chị ở Sacramento nói đó, thầy có khiếu ăn nói dữ lắm mà thầy giảng về đạo thiền thì quá hay đi. Mà gốc của thầy là của hòa thượng Thích Tân từ Việt Nam á, nói về thiền tông, mà tôi rất thích thiền tông, tôi chỉ nghiên cứu một số ít về thiền tông mà tôi thấy quá hay rồi, mà thầy giảng quá hay đi. Tôi có nghe lời hòa thượng giảng á mà tôi cũng thấy đã hay rồi, mà những hòa thượng thì lớn tuổi rồi, ngài già rồi, còn thầy thì trẻ hơn, thầy lưu loát hơn nhiều lắm. Thật ra tôi mê, có thể lúc đó tụi tôi là cái fan fan của tôi là mê thầy Thích Tân Châu dữ lắm, cho nên tụi tôi đi theo xuống trên cái Kentucky á. Thì trong khóa tu đó thì anh em ở cái Kentucky đề nghị anh cảm biết, ảnh là thổ địa ở đó cho nên ảnh biết rõ đất đai là đẹp ở khu rừng ở đó, có nhiều rừng nguyên sinh đẹp lắm. Ảnh gọi mua mua rừng, mua đất để mà làm cái rừng thiền, thì tất cả đều thích liền, vì thầy là giảng đạo rất hay về thiền tông, mà bây giờ làm cái rừng thiền nữa là quá hay rồi, thành tụi tôi đồng ý ngay đó. Thì anh Nam anh chở mọi người đi xem đất, thì tất cả đều thích thú quá đi, thì cây rừng nguyên sinh quá đẹp, là mát mẻ, những đồng cỏ bao la đẹp lắm anh ơi, làm Dạ. tụi tôi mê luôn. Bây giờ là có cái rừng thiền tại đây á, để cho con cháu sau này, để cho những cái để là tu hành thì nó quá đẹp, chỉ là phát triển cái thiền trúc lâm của hòa thượng Thanh Từ ở nước Mỹ thì nó tuyệt vời rồi Dạ. đó, thành tụi tôi rất là thích đó. Tụi tôi rất là thích, thì khi trở về Michigan á, thì
tụi tôi tính chuyện với cái hai cái cô mà thư ký đó, tính chuyện để mà mở lập cái đường thiền, thì mở nội quy đủ thứ với thầy đó, đồng ý bây giờ mỗi người đóng 15.000 đô, tụi tôi cũng tình nguyện đóng 15.000 đô để mà lập đường thiền. Thì sau đó dường như thầy mới trở về Việt Nam, mà sau đó rồi cái thầy qua một lần nữa là xin bảo lãnh xong cái tờ thì thầy được qua. Thì lúc này tụi tôi rất là háo hức. Lúc này thì chúng tôi là tụi tôi là mê cái cùng thầy dữ lắm. Tụi tôi mê thầy, thầy giảng hay lắm anh ơi. Lúc đó là năm mấy anh nhỉ? Cái đó thì khoảng năm 2000, 2001 á. Đó. Thì thầy giảng hay lắm, thì tôi mê thầy lắm. Và thầy thường giảng ở ở nhà của cái hai cái cô thư ký đó. Hai cái cô thư ký này thật nói rõ là hai chị em ruột. Cũng học giỏi lắm. Kỹ sư có bằng master, mà hai người bằng master đó. Đi học đạo cũng thích thiền tông lắm, thích các vị thiền sư gì lắm. Tôi nghe thầy giảng tôi mê luôn, thầy rất giỏi, nói luôn đó. Ít có thầy nào nói lại thầy đâu, thầy nói rất hay, mà tướng thầy cũng cao đó, cũng đẹp người lắm. Lúc đó một nhà tư nghĩa là có thể nói là chân chính là tôi mê thầy luôn. Và sau này tôi nghĩ là thầy đã ngộ đạo rồi, một vị ngộ đạo, tôi thích và kính mến lắm. Đó. Tôi đồng ý mở rồi thầy lập nội quy, mở cái nội quy ra, rồi tôi là người đứng, là người thu băng, tôi thu băng nhiều lắm những cái nội quy của đường thiền như thế nào, lập ra chia khu tăng, khu ni, khu cư sĩ, rồi sau này để con cháu rồi phát triển thiền tông thế nào, làm đẹp đạo ra nước Mỹ thì cũng quá hay, truyền cái đạo Phật của mình qua nước Mỹ, rồi tôi không ai biết được thiền tông thì nó cao siêu lắm anh. Thành tôi rất là thích đó. Thì sau đó thì cũng vận động này nọ, vận động để mà với mọi người khác nữa, mỗi người đóng 15.000 đô đó. Thì hai cô thư ký là chị em ruột, một cô là từ một cô là TC mà cô là TN, là hai chị em ruột. Hai cô này sau này đó là coi như là ly thân với chồng, ly thân coi như không ở nữa, để xuống hẳn với cái tắc kỳ với thầy, ở chung với thầy luôn. Là ba người là nòng cốt của cái rừng kia Kentucky. Cô này coi như là người chồng cũng rất là tốt, người chồng anh hắc cũng rất là tốt, cũng hy sinh để cho vợ theo cái đạo mà cao quý này, và gặp thầy này cũng quá giỏi, quá hay. Cho nên cũng sẵn sàng để vợ ly thân với vợ, bỏ nhà cửa cũng ngon lành, nhà đẹp lắm. Không phải là thằng vừa, cũng có lương cấp cao lắm, hai người cũng lương cao mà đành bỏ. Cái chị kia thì có người chồng người Mỹ, cũng ly thân với chồng, cũng hy sinh tội nghiệp với việc đạo mối đạo, mà hai người này cũng rất là quý, cũng có bằng master hết á, chúng ta vừa đấy thì cùng ở với thầy xuống dưới Kentucky để mà lập cái đường thiền. Thì tuy nhiên tụi tôi mừng như vậy á, tụi tôi thích như vậy á, tuy nhiên rồi khi mà khoảng 5.000 dường như năm 2002 thì phải, thì hòa thượng Thích Tân Từ á, từ bên Việt Nam qua ở chùa Bồ Đề ở Boston á. Thì tụi tôi mới lái xe từ đây, từ Michigan qua bên đó cả cũng cỡ 12 tiếng á, từ Boston á, lái 12 tiếng, đi khoảng 8 người, cộng với khoảng 7-8 người ở các tiểu bang Massachusetts với lại Virginia. Để mà cùng với thầy, để mà đón tiếp Hòa Thượng Thích Tân Từ. Thì tụi tôi rất sửng sốt cái này, tụi tôi sửng sốt quá đi, tụi tôi bị sốc lớn, rất sốc lớn. Là tôi tưởng đâu là cái sự việc đẹp đẽ, tôi cũng không biết gì cả. Tôi thấy Hòa Thượng Thích Tân Từ và một số chư tăng ở đó, khoảng mười mấy người mà hộ tống Hòa Thượng đó, lơ là những thầy thông trong. Mà coi tụi tôi không ra gì hết. Còn như ghét bỏ tụi tôi, đừng ghét bỏ thầy trong đâu. Tôi bỏ tại sao kỳ vậy? Mình tu hành mà tại sao mà thầy lại hòa thượng lớn? Là tôi chỉ là chủ với cái cô gia thiền Cúc Lâm lớn ở Việt Nam, bị con tăng nổi tiếng của Việt Nam á. Tại sao đối xử thầy Tân Châu bất công như vậy? Còn đối xử tụi tôi nữa, coi tụi tôi cũng không ra gì hết á. Phải là tụi tôi rất buồn, tụi bị sốc nặng lắm. Tụi tôi đang là cái fan của thầy Tân Châu mà thầy giảng hay lắm thì tụi tôi rất thích. Tụi tôi đến ra cũng không có biết gì về Phật giáo, người ta mới đầu không ai giảng sao mà cũng thấy quá hay, mà đi tôi thấy truyền tâm của thầy giảng hay hơn mấy vị thầy khác nhiều lắm. Đó thì tôi cũng có ý giống như cái chị Atapanto vậy đó, nhưng mà tôi bị sốc. Tôi sợ thông qua thượng không tiếp đón thầy, sau rồi cũng là con của mình, mà trước cũng là thầy của thầy Tâm Châu đó, cho thầy Tâm Châu đó, ở Việt Nam á. Tôi rất ngạc nhiên sao kỳ cục vậy, rồi người ta lại hắt hủi. Thì cuối cùng tụi tôi muốn binh vực thầy, tụi tôi muốn bảo vệ thầy tối đa, để mà nói lên sự việc là thầy rất giỏi, thầy rất là tốt, không phải gì đâu mà tại sao Hòa Thượng lại đối xử với một người như vậy. Thì tụi tôi xin phép được lên trên lầu ở chùa Bồ Đề đó, lên gấp xin phép được đã mừng thọ và Hòa Thượng, chỉ là ra mắt Hòa Thượng, đặng chúc thọ Hòa Thượng. Cái tụi tôi được xin phép, tụi tôi mừng quá. Tôi vô đó các khoảng chừng cả 800
10 người nữa gì đó với thầy Thích Trong Châu nữa. Dạ. Mà tôi thấy thầy thì ăn uống rất mạnh dạn, bên ngoài thầy giỏi lắm, nói lưu lắm, nhưng gặp bà thượng thầy khớp, thầy rung. Dạ. Thầy rung sợ, tôi nói sao thầy mình đâu phải vừa đâu mà ổng là dữ dội lắm, sao gặp bà thượng gì ổng cũng có lớn dám ca mình thôi mà sao thầy lại rung rẩy vậy, thầy nói tiếng tiếng Việt tiếng không. Và tôi cũng sợ luôn, thấy bà thượng có thần tôi cũng sợ. Dạ. Rồi tụi tôi xài tuyên bố trước, thầy cũng lên câu tiên nước trước cả sinh con với bà thượng này nọ, là xin ra mắt bà thượng là Phật tử này ở Michigan và ở Boston của Virginia, ra mắt bà thượng này nọ, kính chúc thọ bà thượng đủ thứ á. Giờ thì hòa thượng trả lời rất giả lả, thành ra tụi tôi tưởng hòa thượng mừng tụi tôi, ai như hòa thượng trả lời rất giả lả thôi, và trả lời chiếu lệ với thầy Thích Tông Châu thôi. Và sau đó là hòa thượng nói những cái câu này có ý như là không muốn cho tụi tôi theo hòa thượng Thích Tông Châu. Tôi ngửi tại sao rằng tụi tôi không biết lý do tại sao, tụi tôi quá buồn đi, thất vọng buồn quá. Rồi ra khi ra xuống này đó, lượng hồi chỉ có vài phút đi, hòa thượng không cho tiếp xúc nhiều, thì tôi mới xuống như này. Tụi tôi ngạc nhiên, ai cũng bỏ rơi tụi tôi, bỏ rơi thầy Thông Cao, thì tụi tôi ráng để mà binh vực thầy, để cho thầy khỏi bị cô lập tội nghiệp thầy. Tôi rất thương hại thầy tội nghiệp, thành tụi tôi mới bao dây thầy để nói chuyện cho giả lả, để mấy người khác đừng có khi dễ mình, họ tử các nơi khác đó, họ ở chùa Bồ Đề họ khinh dễ mình, cứ khinh dễ thầy mình đó. Thì tụi tôi coi nhà khen của thầy, tụi huynh có chết sống với thầy mà. Yeah. Sống với thầy chứ không vừa đâu, thành ai mà nói động tới thầy với tôi là không có được. Thành sau đó thì tụi tôi về, thì đường về rất xa. Rồi sau đó thì những một hai ngày sau tụi mới về phải. Thì một cái chị bạn ở trên đó đó, ở Boston đó đó, ở Virginia gì đó, lúc đó thì hòa thượng dạt đi ở chùa khác là ở Virginia, không biết là chùa Vĩnh Nghiêm hay gì đó, tôi không chắc chắn lắm. Rồi thầy giảng ở trong đó, hòa thượng lại tuyên bố lột chức, lột từ luôn hòa thượng Thích Tông Châu, và lột luôn cái pháp danh của thầy nữa. Và mấy người đó gọi phone cho tụi hay, tụi tôi lại sốc lần thứ hai, tụi tôi muốn chết luôn. Yeah. Tụi tôi chịu không nổi, tại sao lại bỏ pháp danh của thầy Thông Châu. Bây giờ mình lập cái rừng thiền này để sáng danh cái rừng thiền Túc Lâm của thầy, của hòa thượng Thích Tông, tại sao hòa thượng lại cũng muốn chống đối, hòa thượng lại lột luôn cái danh nữa, rồi chết mình rồi, tiêu tan hết rồi. Thành ra tụi tôi lên đường về, tụi tôi buồn quá đi, nhưng mà tôi quyết sống chết với thầy. Tụi tôi hòa thượng chắc đã còn thì sai rồi, mà tụi không nói lý do, thầy vẫn độc tài quá đi, không cho tụi biết lý do, mà lại đã ở trong đó đã làm xúc phạm tới thầy Thông Châu quá nặng, là coi thầy như là bỏ rơi tội nghiệp thầy quá. Rồi lại lột danh, bữa sau lại ở tuyên bố giữa cái hàng ngàn Phật tử ở đó mà tuyên bố lột danh của thầy, biết bao nhiêu mà cái nỗi nhục này làm sao chịu nổi, mà tụi tôi làm có hức chịu với thầy đó, tụi tôi chịu không nổi, tụi tôi muốn chết luôn á, tụi tôi không nổi. Yeah. Nên đường về tôi buồn bã quá, nhưng mà nhất định về Michigan tụi thầy ủng hộ cho thầy Thấu Đam, quyết định cho cái rừng thiền này thành công. Tôi bỏ tiền ra cũng như thầy, hợp tác thầy chặt chẽ. Hòa thượng á, với người khác xuyên tạc không nói gì đi. Một số người bên đó nghe thầy, nghe hòa thượng nói và họ rút lui. Như bác sĩ Đại, Bác sĩ Đại ở Russia rút lui, rút tiền về 15 ngàn. Yeah. Cái chị gì đó, cái thằng Kỳ cũng rút về 5 ngàn. Một số người khác thì tôi không biết, nhưng mà tôi quyết định, xin lỗi anh, em cắt ngang cái. Thì trong cái clip trước có một anh, hai anh chị anh nói là có được cái biên nhận là 15 ngàn để đóng góp cho cái việc phân một cái lô đất trong trong cái rừng đó, nhưng mà sau này hai anh chị đổi ý xin lấy lại cái tiền 15 ngàn đó, mà thầy không tên đó. À, không có đáp ứng lại cái yêu cầu có, thì theo anh là những người như anh nói là như bác sĩ gì đó rồi xin lại là được gửi lại được hả? Dạ, tôi thì tôi nghe người ta nói là được trả lại. Dạ. Nhưng mà hai anh này thì tôi biết không trả lại, bởi vì tôi đích thân tôi xin. Các anh này, hai anh chị này ở tại Michigan cùng với tôi, cũng quen với tôi, cũng đi trên chuyến đó đó. Yeah. Cũng đi trên chuyến mà cũng ủng hộ thầy Thích Tông Châu á, ổng cũng là fan, nghĩa là cuồng đó, fan cuồng giống như tôi đó. Yeah. Cũng đi trên xe đó đó. Yeah. Sau này đó, thì anh mới rút ra, thì nhưng mà tôi có xin thầy cũng biết anh này rõ lắm đó, anh cũng xuống dưới bình thường, anh cũng ủng hộ thầy nhiều lắm. Nhưng mà sau đó anh rút lui, để sau này tôi nói những cái sự việc sắp tới. Người ở ngoài không biết đâu, người về cuộc cái chị gì đó không biết gì đâu. Chị yeah. ở ngoài chỉ không biết tâm cũng biết xử đâu. Dạ. Yeah. Tôi là từ A đến Z. Dạ yeah, rồi. Thành anh... ra tôi có nói với thầy nhiều lần. Thầy yeah. hứa trả, nhưng mà thầy ưa quên lắm. Dạ. Yeah. Thầy ưa quên, yeah. thầy không có trả. Đó. Thì
này cũng chọn nó luôn. Rồi từ đó gì sau này tôi cũng nghịch anh này nữa, bởi vì ảnh không tiếp tục cuồng như tôi. Dạ. Để tôi kể cái nguyên nhân tại sao mà ảnh lại nghịch thầy và anh đầu rút 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 tiền ra. Dạ. Đó, để tôi kể từ từ. Dạ. Thành tôi là thuộc phen cây cuồng nhiệt mà chết sống với thầy Tâm Châu. Chứ, đúng rồi, chết sống với thầy chứ tôi không có buông đâu. Tôi nhất định phải, tôi đi theo thầy hơn 10 năm mà, chứ là thầy ít như cái gì đi có vài năm thôi, một vài lần đâu. Đó. Sau này là mỗi lần mỗi tuần tôi xuống, mỗi tuần nào tôi xuống lái 360 mai khoảng 6 tiếng hồ, 6 tiếng mấy á, để mình đi xuống dưới gặp thầy, gặp mấy người bạn ở dưới á. Tôi đi mà họ đi mỗi tuần luôn, đi mà mòn xe bánh xe luôn á, đi mỗi tuần nào cũng đi hết á. Yeah. Lái xuyên bang á. Rồi thì khi về đó thì tôi cũng tiếp tục cái vấn đề đó, thì tôi cũng một người đứng ra để tổ chức quay phim để phát triển những cái băng thép của thầy. Hai cái cô thư ký thì cũng phát triển băng thép bằng CD, còn tôi bằng băng video. Tôi cũng phân phát cho người này đó đủ thứ, những cái pháp thầy tôi cũng phân phát cho mọi người, nghĩa là giống như tiền bỏ túi của tôi buông ra thôi, chứ tôi không có ấy hết rồi đem cho ta phát gửi cho người ta nhiều lắm. Thầy pháp thầy tôi nghĩa là phát triển dữ lắm đó, phát triển về Việt Nam nữa, rồi phát triển cho các chư tăng Việt Nam nữa, chứ không phải là tôi đem về Việt Nam tôi phát triển in ra tôi phát cho người ta nữa. Băng của thầy vì thầy giảng hay lắm, tôi là fan của thầy mà. Yeah. Đó. Thì nhưng mà cái tôi lại bị sốc. Lần thứ nhất là gặp hòa thượng đối xử thì tôi sốc. Lần thứ nhì là nghe người ta nói là lọt tên thầy không không, tôi cũng bị sốc. Lần thứ hai nhưng mà tôi quyết theo đuổi thầy. Rồi lần thứ ba nữa đó là thế này, khi mà lập đường thiền rồi đó anh biết không, thì thầy chữa bệnh, thầy cũng chữa bệnh cho người ta, có mấy cô đó tên em mà là em bảo gì ruột của anh An, bây giờ lộ cái anh này rồi tôi nói yeah. luôn, anh đang đi theo tôi. Yeah. Anh cái cô này cũng có gì Việt Nam ấy, cái chùa thầy có cái người nữ ở thường của Phước An và bên ở Vĩnh Long đó. Chữa bệnh rồi đó, rồi sau này cũng bị qua có học dược sĩ, rồi sau này ở đường thiền một số ngày, rồi anh An nói với tôi là thầy dở trò không tốt cái cô này ở ban đêm, nhưng mà tôi không tin. Yeah. Tôi không tin, hoàn toàn không tin. Rồi một lần nữa anh An, trước đó có một sự việc nữa là cái cô AB ở Boston cạo đầu đi tu, về rừng rừng đi tu, thì có một chuyện xảy ra là hồi đó thì chỉ có cắt một cái nhà thôi. Tôi xin nói thế này nè, mới đầu thì rừng thiền cực khổ lắm, anh vô rất cực khổ. Yeah. Thì có anh bạn tôi là anh Hắc, anh đi chung tôi là anh Hắc, cùng như tụi tôi xuống để mà cũng phụ giúp thầy, thầy cũng cần với hai vị nữ đó đi theo thầy là cũng như thị vả đó. Yeah. Đó luôn thì rất cực khổ anh, trường trời mưa tầm tã là dăng lều thôi, mà đúng là tất cả có một thời gian thôi mà Phật tử có anh vợ chồng anh kia đó, anh cũng xuống với một số Phật tử ngoài, đúng ra thì vấn đề ăn uống thì không cần thiết, bởi vì thầy ăn chay với cái gì đó, ăn chay với ở ngoài ta cúng dường nhiều lắm, thành ra ăn không hết, chỉ là cũng nó cực khổ nữa, cực khổ lắm. Nhưng mà đúng ra cực khổ thời gian thôi, nhưng mà cái đường thiền nó đẹp lắm anh ơi. Má gửi được nghĩa đường cây chăn giống là ngủ ngủ sướng lắm. Yeah. Ví dụ bất cực thì cần chiều kia chăn nắng chăn tay lọc một chút xíu, thì một cái tiếng hồ mình mệt thì mình vô, mình ngủ đã đợi tới chiều vậy đó. Thì yeah. sướng lắm. Yeah, yeah. Tôi cũng có từng làm vậy, tôi cực khổ thì ở ngoài thì nó thấy cực. Nhưng mà tụi tôi có xuống dưới làm rồi thì thấy cực thì cực thiệt. Nhưng mà sau đó mình ngủ 6-7 tiếng ai biết. Yeah. Thì cực 1-2 tiếng hồ vậy thôi, chứ ngày bây giờ làm từ ngày tới đâu hay tới đó thôi. Rồi cũng văn liều bị bả thôi. Thì anh Hắc đó cũng đi chung là quà sen của tôi đó, ảnh mới mua cho thầy thấy thầy cũng hơi cực. Anh mua cho thầy chiếc cái trailer 8.000 đô. Thì lúc đó thầy ở trong cái trailer đó, ở đó rồi với mấy người kia ở trong cái trailer cho nó cực bất cực. Yeah. Thì khỏe rồi. Thì từ từ mới xây được cái nhà. Xây được cái nhà thì cũng khá rộng, có cái gác nữa. Thì thầy với người đó ở trong đó thì mới trả một cái trailer cho anh Hắc. Thì anh Hắc cũng mê thầy cũng giống như tôi, ảnh bán thì neo ở Michigan, anh về xuống đó cất nhà ở luôn. Yeah. Trong trang đơ đó cất nhà ở luôn, trong đó luôn. Rồi anh bị thầy giảng hay lắm, đưa phát là cho anh quen với anh này có tên là Nguyễn Anh Cử. Tôi xin nói luôn vì tôi đã lộ tên mấy cái trước rồi. Yeah. Đầu này anh đó, ông kia anh cũng khoái qua đi, anh bán nhà mà anh với bà anh thuyết phục bà chị bỏ việc làm đi qua đây cất nhà đi chỗ này cho ông thầy ngộ đạo rồi qua tu đi, trời ơi sướng lắm, bây giờ mình tuổi già ham đời chi nữa. Anh qua anh bán nhà, anh cũng cất nhà anh đó. Thì anh là lớn tuổi nhất, anh là trưởng lão, anh cất nhà nó đó luôn. Thì hai gia đình này coi như là trụ trì ở đó luôn, ở tại là chết sống ở đó luôn, là ở tại đó luôn đó, từ đầu ở đó luôn sống ở đó. Thì yeah. thì cũng chịu cực khổ vậy, cũng làm việc giúp thầy này nọ, đang mở đường xá nào đó, đường đi nó cũng có gì,
đến cái đường đá đỏ này thôi, rồi cũng tắt mấy lỗ trổ này để ta đi cho được. Với lại mới ban đầu anh biết không, con đường nó cái rừng thiền này á, tôi nói cái đoạn đầu của cái rừng thiền này là khi mà anh em là đã ảm cái taxi giới thiệu mua đó, thành ảnh có một cái chuyện này không tốt, cho nên xảy ra cái chuyện xích mích đầu tiên. Yeah. Là ảnh là tức là môi giới, ảnh đâu chứ là thổ địa ở cái taxi, anh biết anh dẫn đi mua cái này, anh chỉ cho người ta ai cũng thích hết á, thích cái rừng nó quá đẹp, đi chỗ này rừng thiền là lý tưởng số 1 trên thế giới luôn á. Yeah. Đấy, thành ra ảnh mua đáng lẽ rừng thiền 300 mẫu rồi anh mua tới 500 mẫu, mà tụi tôi đóng góp này nọ là được mới có 200.000 đô hay nhiêu đó hả, rồi anh lấy cái đặt cọc anh mua tới 500 mẫu, anh biết không, rừng thiền mua 300 mẫu, anh mua 500 mẫu, mua 200 cho ảnh. Yeah. Anh không có tiền, anh lấy cái tiền cũng mượn đồ con nếu nấu cháo à, tụi tôi không chịu, tụi tôi phản đối. Yeah. Anh lấy cái 200.000 đô của tụi tôi để đặt cọc đó, rồi anh mua 500 mẫu. Nhưng mà sau đó sau vài lần nói với anh Hùng với một người Mỹ thì tách ra 200 mẫu đó của ảnh và 300 mẫu của rừng thiền. Yeah. Thì nó cũng yên chuyện đi, nhưng mà tụi tôi cũng hơi gòm ở này đó, anh em là đó. Yeah. Đó. Rồi còn một cái chỗ nữa là cái đường đi đó, ông cái người hàng xóm ở ngoài đó, đó đúng là ít dân á, ít dân đó rừng không à, ít dân yeah. Đó, ở cũng đơn độc lắm. Thì tôi là Mike đi con đường nhờ của ổng, bị tụi tôi cái rừng nghe tâm ở tâm kẹt của người ta phải đi nhờ con đường của người ta, mà đi đông á, mình mà đi tới đi đô đông á thì nó thưa nó thưa city, mình cũng kẹt lên đây. Yeah. Thành ra cũng khó lắm, tụi tôi đi phải rén lén lúc này nọ cũng khó, mà không có đường đi vô, nó trong góc mặt mặt nó quá đẹp đi, nhưng mà trong góc. Rồi cái của anh Nam mua đó thì nó lại bên ngoài chứ bên kia, phía yeah. kia con đường nó cắt hai đường vô rừng thiền, phía con đường anh Nam kia anh trả lại 200 màu hay anh trả lại cho rừng thiền chứ bên thiền bao này nọ đó để dứt khoát cái của anh rồi đó, thì ảnh lại con đường đi vô bên kia đó thì tới vô các cây số mới tới, tổng này đi có chừng trăm thước tới, trăm hai trăm thước tới qua ngang nhà của ta, chỉ còn nhà con đường của ta bên hè đó chừng 200 thước tới, tổng này đi cái cây số mới tới, mà đường nó đường lên đồi xuống đồng xuống đồi, nó trơn giữa năm trời mưa là tụi tôi ở trên là phải tụ dốc xuống cả trăm mấy trăm thước đi với nó luôn, xe hơi không thể nào chạy lên được, nếu mà trời lại nhá chạy không được, nó cực khổ lắm, tụi tôi cũng chịu gian khổ với mấy người đó. Chứ nhất là anh em là đó, anh là tại đó anh mua đất cái đó đó. Yeah. Anh là con trồng, anh là mua cống kia ủi đất riêng của anh, máy móc anh nhiều lắm, anh ủi đất này nọ, anh ủi làm con đường là rất là tốt, anh bỏ tiền bỏ bạc ra rất là tốt. Để đấy thuộc là cái tội lỗi của anh trước đây á, để anh làm cái chuyện tầm bậy đó đó. Yeah. Anh muốn hiến cái con đường đó cho trường thiền là trả một đồng thôi, một đô la thôi. Nhưng mà ông thầy sau này làm khó chịu, ví dụ ông Năm sau này ông biến chứng, ông làm khó chịu, ví dụ như ông kia vậy đó, thôi trả trong năm 20.000 đô thì ông bắt buộc phải đận. Dạ. Yeah. Ok, tôi cũng nghĩ vậy đó, bắt buộc ông này phải đận. Thì anh Năm này ông cũng là đạo hữu, cũng thập tử, ông cách nhà bên đó là anh ngay đó luôn. Dạ. Yeah. Thì có cho 20.000 đô, hai cái căn nhà con đường nó vô đó mà tụi cái đường thiền mới mở rộng được, cái đường đi đó tương đối rẻ hơn, cũng là đường đá đỏ thôi, nhưng mà rộng rãi, xe chạy được, đi bộ được, đỡ lắm. Yeah. Con đường đó là con đường chính của chùa, con còn lớp con đường kia rồi, con đường kia thằng Mai đó, thằng Mỹ nó cả chớn nên lắc lại không cần đi luôn, đi con đường này. Yeah. À, thì đó mới bắt đầu xây nhà xây cửa, thầy kêu gọi là mấy vị hai vị thư ký đó nó cũng dẫn tụi tôi ra ngoài tập ở trên mặt kia để mà coi mấy cái nhà lắp hôm của Mỹ đó, nó làm rất đẹp lắm, lắp hôm bằng cái gỗ sida, gỗ cedar. Yeah. Rất là đẹp, mà gỗ này giống như gỗ tâm lai của Việt Nam mà nó thơm lắm, nó không có mối mọt gì đó, thành tất trong nhà đó. Thầy nó tách từ 100.000 tới 50.000 trở lên thôi, nhưng mà thật sự các cái nhà 50.000 đủ các cái 100.000, một hai các cái 100.000 là lên thôi, chứ không yeah. phải 50.000 đâu. Thì chắc khoảng được từng khoảng gần 10 căn, thành 10 căn cái đó mà lột cổ lột hôn đẹp lắm, có người cắt lớn có người cắt nhỏ tùy theo số tiền. Rồi tụi tôi mới đầu đóng 15.000 đô á, thì ông thầy cũng có nghĩ cái chuyện tốt là đất của nó đúng là đất rẻ. Yeah. Một SG đó nó không tới 15.000 đô thôi, nhưng mà thầy cũng tạo cơ hội cho tụi tôi là thầy sau này làm giấy cho tòa cho tôi mỗi người một đống tiền được một SG nhỏ thôi, miếng đất nhỏ thôi. Yeah. Đó, thì thầy đánh trị giá đó bao nhiêu mà thầy trị giá 15.000 đô, anh biết không? Yeah. Để 15.000 đô chứ thật sự tôi bán năm này có 600 bạc rồi. Rồi. Mà tôi phải bỏ ra 3.700 đô vì thầy có dẫn ống nước đường nước đi ngang cái khu, tôi không có vô đường nước nhưng mà để đi ngang cái miếng đất của tôi đó. Yeah. Thì với đường điện đi ngang của tôi phải đóng 3.700 nữa. Yeah. Đó, thành đó. Nhưng mà trong nhiều năm đó tụi tôi cũng bỏ tiền cho nó ra đây hoài để mà cùng góp sức với người ta để xây dựng cái rừng thiền, bởi vì cái nội quy của rừng thiền thầy nói tốt lắm, thầy nói nào là sẽ xây ra 4 khu,
khu tăng riêng nè, khu ni riêng nè, để cho tu sĩ cư á, để trở thành tu sĩ đi tu á. Và nam cư sĩ, nữ cư sĩ đến tu thiền, cắt đơn sơ thôi, cắt những cái tóc để mà tu thiền đơn sơ. Còn nhà thì 50 ngàn đô thôi, nhưng mà thật sự cắt thẩm thải 50 ngàn đô, nó cắt 100 ngàn hoặc 150 ngàn đô được, chứ không có ít đâu. Đó, thì đường xá thì đúng là phải tu bổ hoài, nhưng mà Phật tử mà cũng cúng dường vô ra lai, tụi tôi tiếp tục cúng dường vô nữa để mà góp sức với thầy với mấy người khác. Đó, rồi thầy với mấy hai vị mà nữ đó cũng rất siêng năng, làm dữ lắm, với anh Hắc và anh Tử đó cũng rất siêng năng, cũng giúp làm góp sức cho đồng tiền. Rồi một số người ở ngoài cũng vô làm công quả lai lai cũng có nữa. Dạ. Cũng có nhiều người Phật tử góp sức với góp tiền vô. Đó, thành ra xây dựng. Thì tụi tôi thấy tương lai, nghĩa là ngon lành lắm, được cái đường thiền gì thì con cháu cùng thầy cũng nói là con cháu từ sau này sẽ về để mà biết tới ông bà, biết tới Phật pháp, rồi biết là thiền Trúc Lâm này của Hòa Thượng Nam Từ là nổi tiếng, thiền nó cao siêu lắm, với nội các thầy giảng nó cũng quá hay đi. Nghĩa là có thể nói gì với vị thầy chung quanh mà tôi học hỏi ra cá cũng thầy nào chớ lẽ à, không có bằng thầy đâu, thầy nói hay lắm, cái chuyện kia nói đúng đó, nói chính xác luôn, thầy giảng hấp dẫn lắm, thành ra mê, tôi còn mê mà, tôi người nam mà tôi còn mê thầy giảng nè, giảng hay lắm rồi. Mà tất cả sự việc đó đó đều là pháp của Hòa Thượng Thích Tân Từ Trúc Thiền Trúc Lâm ở bên Việt Nam. Yeah. Thầy cũng từng học cái đó ở trường Thường Chiếu á. Thì hồi trước thầy có cái bút hiệu là bút danh là Bửu Minh. Rồi sau đó học với thầy Hòa Thượng thì Hòa Thượng có cái pháp danh là Thích Tân Châu. Nhưng mà bây giờ Hòa Thượng Thích Tân Châu lại lấy pháp danh đó. Thành ra thầy mất pháp danh rồi, thầy phải sửa lại là Sa Môn Thâm Tên. Thành ra tôi cũng rất buồn chuyện đó, mà tôi rất thấy kệ. Gì cũng được, thầy không cần không tên tuổi thông châu cũng cần thầy của mình cũng không tên hay rồi, thì tôi là fan của thầy, tôi ủng hộ thầy tối đa, chết sống với thầy với lại mấy người khác, nhưng mà từ từ nó lộ ra có những cái từ từ nó lộ ra, có những cái việc nó biến cố, nó kỳ cục quá đi. Như là cái cô mặc TB đó, tôi nói anh nãy đó, cổ cũng cạo đầu đi tu, cổ cũng nghe, cổ mê mà con thấy đi tu, cổ đi làm ở phi trường mà cổ bỏ, cổ đi cạo đầu vô đi tu, mà tu sao tu trung suốt gặp cổ bài thôi, tu sao thời gian mà mới là người nữ không nè. Rồi có cái chuyện xảy ra đó là, nhưng mà ông An nghe nói đó tôi không tin, vì lúc tôi còn mê thầy lắm, là thế này, là thường thường á, thì lúc đó chỉ có một căn nhà cách thôi. Rồi ở trong đó thì cái hai cái cô thư ký, không có cô chị thì có cô em ở đó luôn trong cái đó, thì thầy cũng ngủ ngoài lều, mấy người khác ngủ ngoài lều, ngủ lều thì mấy người nữ này đi tu á, thì cũng ngủ ngoài lều thôi, ngủ lều thì cô này nói á, cũng kỳ lắm, cũng thấy cái gì mà Phật kia là phạm giới không được, nam nữ mà cần đụng chung đụng nhau không được, tổ cũng thấy cũng hơi kỳ cục quá đi, mà tôi thì không nghe. Trước đó có một anh Phật tử kia cũng nói mà nói đắng thầy sao phải xin lỗi, bị nói thầy phạm giới á, phạm giới nữ á, thì tụi tôi cũng không thích ông đó, bởi vì tụi tôi lúc đó phải bại mà, ai nói cái là tụi tôi đánh bại hết. Thì cái cô này nói, anh tôi nói với tôi, anh tôi 4-5 người mà nằm ở trong một cái lều nhỏ xíu mà nữ không, có mình thầy mang. Rồi thầy kể chuyện này, chuyện anh nói xấu người này, nói xấu người nọ, nói xấu cả tôi đi. Mà tôi không tin, nói hết người này, nói cho trời với thầy tôi, mà sao đi nói chuyện đời. Mà mình là thầy sao đi nói xấu Phật tử, tổ mà lúc đó họ nói tôi đâu có tin, sao tin nữa, tôi đang mê thầy sao tin được. Rồi cái cô này đó, thầy giảng gì trong đó biết nói chuyện tùm lum ở trong lều đó, rồi cái thầy mới đi cái lều khác để ngủ, còn cái nhà chính đó thì để cái cô thư ký là cô em tôi, cô tí em mà, thì cái cô AB này bên Boston đó cũng đạo đầu cũng người tu nữ tu, mới chạy vô nhà thì chỉ có mấy ngoài ngủ ngoài thôi, chỉ có một cái cô tư ký này mới ngủ trong cái nhà thôi, cái nhà cách cũng khá, có cái gác ở trên, thì cô này mới tính gõ cửa đâm mượn một cái anh thép, thì cửa lại không có mở, thành ra cô đi vô, thì cô bất thần thấy thầy với lại cái cô tư ký nằm ngủ chung ở trên gác. Anh biết không? Trời ơi, tôi nói mà nói đó tôi không tin luôn, tôi nói tôi còn đặc chuyện. Đặc điểm cái tạm gì có. Rồi sau đó có chuyện xảy ra là thầy nó hắt hủi, la chửi mắng cô này, đánh đập cô này, đánh đập cô này đuổi đi giữa đêm tối. Anh biết không? Mà cô này thì tôi đâu có tiền bạc nào đâu, quăng đồ với cái cô thư ký đó, lấy hốt đồ của cổ dọn đi, quăng ra là chửi cổ là mày là con đĩ, mày ra ngoài kia đi làm đĩ, không có làm gì được hết á, chửi tôi đi giữa đêm tối, cổ khóc lóc quá trời. Cổ mới đi ra cái đường tắt của thằng Mai đó,
tôi đi ra nó bị gỡ cũng biết, nó đi ra vô bài thì thằng Mai nó ở ngoài người Mỹ trắng nó cũng biết, thì nửa đêm tối cũng mới đi ra ngoài đó, cũng mới gọi Mai gặp cửa đó, nó tưởng chuyện gì, thì nó xin nhờ một cái điện thoại để gọi cái cô Văn ở Louisville, cô Văn làm địa ốc, yeah. Thì gọi cô Văn, cái cô Văn mới từ đó mà từ Brisbane lái vô cả một tiếng mấy đồng hồ mới tới, thì xa mà trong rừng hóc qua đó, yeah. Đường nhỏ, đường ở ngoài xa lộ thì vô đó là đường nhỏ, đường trắng đường nhỏ, đường sáng ngựa nhưng mà nhỏ. Thì cô nó mới vô rước được cái cô AB này trở về nhà cổ, rồi sáng mua cho máy bay cho cổ trở về Boston và cổ khỏi tu luôn. Tức là tạo đầu rồi đó, bỏ tu, một người không tu. Tức là tu nói vậy chứ không phải vậy, tu không có được đâu. Theo thầy, mới là thầy nói mê luôn, mình phải chết sống, theo thầy cạo đầu, bỏ nhà, bỏ cửa, bắn nhà, bắn đất, bỏ gì, đi tu hay lắm. Nhưng mà một người bỏ tu, thứ nhất. Dạ. Yeah. Rồi sau này tôi thấy hai cái cô thư ký này cũng cạo đầu trong lớp trước kia, cũng là ấy, nhưng mà sau này để tóc. Để tóc lại, tụi tôi ổn xâm nhập như sức kỵ cả, có những biến cố kỵ cả. Mà tụi tôi thì hai cái người kia, hai cái gia đình kia đã ở tại đó. Còn tôi thì tuy là cũng rất là fan ở đó. Yeah. Tôi với hai kia cũng rất là thân, chứ thân với thầy dữ lắm. Nhưng mà tụi tôi cả nhiều khi tụi tôi mấy tháng nó xuống dưới. Hoặc là có nhiều lúc mà rộn dịp thì mỗi tuần mới mỗi đi. Thì mà đi cuối tuần thôi. Chứ phải ở đó hoài, còn hai anh kia là hai gia đình kia ở hoài. Ở tại đó luôn, khắp nhà đó luôn. Thì tụi tôi thấy, tôi cũng thấy kỳ cục. Rồi cái anh Canh An đó, anh cho biết cái tôi mà vừa thầy muốn dở trò với lại cái cô em mà đó, trị bệnh tại đó đó, thầy nói thầy trị bệnh đó, yeah. Thì muốn trị bệnh đó, thì muốn dở trò, mà tôi cũng tin luôn. Ông An nói tôi, trời ơi, tôi nói mà ông tin, luôn tin. Thì đó ông An cũng rất là khen, tôi cũng từng đi xin hòa thượng, đó, đi quỳ gối với hòa thượng để cũng lại được hòa thượng để tha cho thầy Song Châu ở Boston đó. Mà ông An cũng đi, tôi ông cũng mới là cũng cuồng với tôi đó. Mà ông bị có cô em này thành ra ông phản phé, yeah. Ông chịu, ông mới đi Boston gặp lại mấy người khác ở bên kia. Không biết họ hỏi họ sao biết nữa. Thì ông An ông mới ông mua cái đồ chiêu dụ tôi, là ông mua cái là bánh gì, bánh trung thu gì đó, yeah. Đăng nặng tiền đó, giờ ông sợ ông không tặng tôi à. Ông tặng tôi, ông nói từ từ về vụ em ổng. Chỗ em bị vậy là thầy giống như làm điều không tốt vậy đó, yeah. Thì em ổng sợ cho nên bữa mấy bữa sau về xin về không ở đó nữa. Rồi thầy có liên lạc với cô em thường tật hoài à. Cô em nói cô em phải dây tiền gì của nhà đã đi học, học kỹ, học dược sĩ mà bị bệnh gì đó. Còn nó không sao đâu, để thầy trả tiền cho. Tiền đóng học phí, đầu tiền như là tiền vay nợ rồi đó. Thầy trả tiền cho. Ông Nga Nga không đồng ý cái đó. Không chịu. Mà cứ kêu cô đó về tu trong đường thiền đi mà cô đó không chịu đâu. Đó là cô lại đi học ra dược sĩ. Đó. Thì cứ gọi phone hoài. Mà ông An thì là nói dữ dội lắm, mà mua chuột tôi lên mua gì đó ký là tôi nói ông không có chuột túi này nữa, mà tôi cũng đồng ý, mới là tôi đồng ý ổng, yeah. Là tôi sẽ, ổng sẽ chở tôi xuống dưới, ở dưới rừng thiền bí một cách bí mật, là tôi ở Đức ở trong rừng thiền, một thời gian, một năm bảy nữa, một tuần lễ, là tôi khám phá ra thầy có trụng cảm với mấy người nữ ở dưới hay không, đó, để tôi biết rõ sự thật, yeah. Nhưng mà tôi lại không đi hành kế hoạch đó, tôi phản phé lại ông An, sau này tôi với ông An gạch, dịch với thiền luôn. Bị tôi phản phé lại tôi cho cái kế hoạch của ông An dạy dạy với ông thầy, với mấy người dưới đó. Và mấy người biết kế hoạch phá hoại của ông An rồi. Đó. Thành ra tôi với anh Hắc á, Hắc ở đường thiền ngủ dưới đó, anh ở dưới luôn á. Cuốn ra là lấy tiền ra để tụi tôi trả 15 ngàn đâu cho rồi. Ông phá thầy nữa, ông tôi quậy thầy bài, ông nói thầy này đó đủ thứ hết là phạm giới, là đủ thứ hết là đụng tới thầy tôi là tôi không chịu, yeah. Cho nên tôi không thích ông nữa. Và tôi với anh Hắc còn mê thầy lắm, muốn lấy tiền của riêng của tụi tôi để mà trả lại cho ông, nhưng mà thầy không cho, lên để thầy trả. Đó, thì tôi nhắc mấy lần mà thầy không trả, lúc đó tôi còn nghe trong ngang tôi không ai nói động với thầy là tôi không thương. Vậy đó, yeah. Tôi với anh ấy cũng còn tiếp tục ủng hộ thầy tối đa. Rồi có những sự việc nữa là sau này, sau tôi thấy mới, thì tôi học đạo thì mới đầu tôi rất là ngu. Tôi học đạo ABC thì từ lớp 1, lớp 2, mình lớp 11, lớp 12, anh biết không? Yeah. Cũng lên từ từ, thì cũng biết chứ tôi đọc sách vở. Chứ là trước đây đúng ra đó thì tôi có đi học ở bên Mỹ rồi, tôi có đọc sách ở trường đại học về Phật giáo, tôi cũng biết một số rồi. Với lại tôi học nghiên cứu thêm này nọ của sách ngoài nữa, thành ra tôi cũng biết một số về thiền tâm nữa, thành ra mà tôi thấy tôi thích lắm. Mà cho tới tầng tầng thì tôi thấy ông thầy tới đó rồi từ từ ông giảng rất hay, nhưng mà từ từ tôi biết rồi thì tôi đã ba sách này thầy giảng, thầy lấy của hòa thượng Thanh Từ,
mà thầy thiếu chỗ này thiếu chỗ kia, chỗ kia thì thầy thiếu của ngài trong một buổi tăng lượng thầy không biết nè, của Bồ Đề Ma là thầy không biết nè, là nhất về khoa học thầy không biết. Bởi vì khi tôi nghiên cứu về thì có những cái tài liệu của ngoại quốc rất là hay nói về khoa học và liên quan với Phật pháp đó, mà thầy không biết mấy cái đó. Vì thầy hồi xưa thầy học tới top 2 thôi, nhưng mà nhờ ở trong chùa đó dạy rất hay, thầy rất giỏi, nhưng thầy có khiếu học đạo, cho nên thầy rất thông minh, thầy biết nhiều lắm. Mặc dù là chỉ học cái trình độ lớp 2 thôi, chứ không có nhiều. Mà tiếng Anh thầy không biết, chữ Hán thầy cũng biết nữa. Nhưng mà cái tiếng Anh với chữ Hán thì tôi lại biết. Yeah. Tôi nói nhiều cái tôi không cài không hiểu, tôi phải cắt nghĩa lại cho thầy. Đó thì từ từ tôi cũng lên lớp đến một độ nào á, tôi nói nhiều vấn đề khoa học vô nó liên quan Phật pháp rất hay. Nhưng mà thầy lại bác. Yeah. Thì từ từ tôi thấy ông thầy, lên thầy đặt những bài thơ cũng như là thơ cũng ngộ đạo đó, như là bài thơ chứng tỏ rằng Phật tử ai hiểu đạo đều thấy là biết thầy là người ngộ đạo. Như thầy làm cái bài thơ A Di Đà rất là hay, coi như là một người ngộ đạo mới làm được bài thơ như thế này. Thành tôi cũng thắng phục thầy. Với bài thơ là khai thị Võ Tắc Thiên, anh biết Võ Tắc Thiên là hồi xưa là bên Tàu, một cái bà này cũng bà chàng ngang bên Tàu, bà sử Trung Hoa đó. Dạ, em có biết. Làm bài thơ khai thị bà Võ Tắc Thiên, tức là người có đạo ngộ đạo mới khai thị cho người ngoài. Bà Võ Tắc Thiên này bà cũng mến mộ đạo Phật, mặc dù bà ác nhưng bà cũng mến mộ đạo Phật. Thầy thay làm bài thơ khai thị Võ Tắc Thiên, thầy tới mức trình độ này là thầy quá tuyệt vời, này một ngộ đạo. Nhưng mà từ từ rồi tôi lại thấy đạo thầy tới đó hết rồi. Tôi học lớp 12, ví dụ thầy đạo thầy cũng mới lớp 2, tôi học lớp 12 rồi. Thầy biết, tôi biết, thầy mấy người không biết thì nó thầy cao siêu, mà đúng thầy cao siêu thiệt. Mà vì lúc đó tôi học mới lớp 5, lớp 3 rồi sao mà biết phân giặc, anh biết là làm bài tóm tích thân. Thấy không? Tóm từ nó cộng chưa biết, mà sao tích thân, bây giờ thầy giảng tích thân rồi. Differentiation đó, quá cao. Thật ra tôi thấy thầy tuyệt vời. Nhưng mà tới khi học cái chương trình Differentiation rồi đó, thì cũng biết là thầy cũng như tôi thôi. Có nhiều cái không biết bằng tôi. Thành ra nhiều cái mà bị họ nói tôi học chuyên môn ở bên Mỹ, tôi học chuyên môn về khoa học, tôi tốt nghiệp khoa học ở bên Mỹ, khoa học về điện tử anh. Thành ra tôi biết nhiều về không gian, hiểu nhiều về điện tử, khi tôi học điện tử là tôi rất là rành. Những thuyết Big Bang nữa. Rồi tôi học những cái sách bài của người Mỹ, họ viết ra những cái tài liệu về sau đó Phật rất hay nhanh. Về Phật pháp á. Mọi người cứ nói ra đưa cho mọi người biết luôn để mình học hỏi cái đó luôn. Mà thầy đã bác tôi, thầy không biết thầy đã bác tôi. Rồi thầy là mấy người Phật tử, đúng ra họ cũng không có biết nhiều về chuyện này. Chỉ cái có một số người học Master rồi nên mà học về thương mại. Thành ra của họ không có biết về cái khoa học nữa. Tôi học chuyên về khoa học, tôi nói nhiều khi họ không có hiểu. Chẳng hạn như cái cuốn đạo vật lý của Christoph Capra nè, của ông tiến sĩ Nguyễn Tâm Tắc nè. Ông viết về đạo vật lý quá hay, gì vật lý nguyên là Phật giáo quá hay gì. Rồi cái một cái người nữa là một cái nhà học giả này, là ổng là Âm Thiền, ổng là ổng là một cái cư sĩ rất giỏi. Ổng viết cái cuốn sách là Luận Giải Trung Quán Luận, Tánh Khởi và Duyên Khởi, của ông này là tiến sĩ nha, ổng là Nguyễn Văn Hai, ổng viết về cái Tánh Khởi Duyên Khởi nè. Nói ra thì ổng là tiến sĩ toán ở Sorbonne, Pháp và Paris á. Tôi cũng nói cái đó liên quan với lại toán học, liên quan Phật giáo, thầy bắt thầy không hiểu, thầy bạn tôi biết. Mà tôi đọc những cái sách đó tôi thấy quá hay mà thầy không biết hay. Giờ có một anh nữa là ông cư sĩ người Việt Nam, ảnh là tên là Trần Mẫu Hồ, ảnh viết cái quyển sách là Tuyên ngôn về thể trạng vũ trụ tiền Big Bang. Lúc là Big Bang là thành lập vũ trụ cách đây 13.7 tỷ năm. Thấy không? Trước đó là ba học không biết. Bà ông chỉ biết từ khi có tướng, hình tướng trở về sau thôi. Trước đó bà không biết. Mà cái anh này viết cái quyển sách này quá hay, Tuyên ngôn về thể trạng vũ trụ. Big Bang, trước Big Bang là Phật giáo rồi. Khoa học chỉ biết tới từ Big Bang về sau thôi. Mà mỗi lần tôi đưa cái đó làm thầy trộn tôi, ông cấm tôi không được nói Big Bang. Ông kêu tất cả bằng tướng nó không cho tôi nói về Big Bang. Nhưng mà Big Bang là cái đạo lý mà tôi thấy được. Và nhiều cha bác học viết này liên quan Phật giáo rồi mà thầy không có đọc, thầy không biết. Mà tôi khám phá ra tôi biết cái này. Mà thằng biết tôi thấy ông thầy là vậy, ông đâu có nhiều đâu. Và những cái cuốn sách khác cũng quan trọng lắm. Những cuốn khoa học giúp phân tích Phật giáo này của những cuốn mà Thoreau Substance Science của Big Hill và Bajito ông Hòa Thượng Thích Tâm Quang dịch quá hay đi. Nói về học với lại Phật giáo liên quan nhau. Đó. Còn ông thầy là không biết, thành ra ông bác cho tôi. Mà tôi biết cái này, tôi biết chắc chắn như vậy nữa. Mà tôi nói trời, ông thầy này đạo ông tới đây hết rồi. Thành ra tôi cũng mất
thì mấy người khác học đạo đó họ không, nhiều người chỉ làm thương mại thôi, họ giàu quá làm gì ốc động này, họ giàu thôi chứ họ học chuyên môn gì mà học. Cho nên nói cái này là không biết gì hết. Mà cái này liên quan đạo Phật rất sâu anh hay lắm. Chú cái Einstein của mấy cái Big Bang, thuyết về không gian của Einstein rồi đó. Mấy cái Black Hole rồi đó, liên quan Phật giáo họ không biết, nói là họ không hiểu gì đó. Như là cái nguyên tử, đến nỗi họ giảng trật nữa. Một số gì tư họ không biết học Phật, họ nói quan trọng không, Phật nói đúng mà họ nói giảng lại, nói Phật Phật trong Phật bài đáp Phật. Chẳng hạn nói Phật nói nguyên tử chỉ là bảy. Họ không có nói như vậy. Bởi vì tôi học nhiều quá học, tôi biết là anh biết các nguyên tử đó, nó có 110 nguyên tố tất cả. Thì cái nguyên tố từ phân sinh 87 trở đi đó, thì anh biết cái một cái nguyên tử atom nó có một cái nhân và những cái electron quay xung quanh, những cái dòng quay xung quanh theo công thức là 2N là bình phương. Thì tới dòng thứ 7 á, tất cả vật chất trong 10 vật chất của vũ trụ này chỉ tới dòng thứ 7 là hết rồi, không có hơn nữa. Đó, chẳng như hydrogen á thì có một dòng trong là có một electron, một proton thôi. Helium thì có hai proton với lại hai electron, hai proton ở trong nhanh với hai electron ra ngoài quay xung quanh. Còn cái khác là cái lên dòng thứ 2, dòng thứ 3 mà tới dòng thứ 7 là hết rồi. Có vô cái một cái được. Tức là Đức Phật muốn nói như vậy, tức là bảy lớp vỏ quỹ đạo electron gọi là electron configuration. Mà một số vị sư giảng Đức Phật nói Phật ứng chưa làm bảy. Trời ơi, mấy người bác học gạch trộn Đức Phật gì mà cũng phải nói Đức Phật trí tuệ mà sao nói vậy. Mà ông Phật biết tới đó là quá hay. Mà vị sư không học khoa học thì ông giảng sai. Thì tôi đính chính là cái đó trong số người. Không có nói vậy đâu, Phật nói là bảy lớp vỏ quỹ đạo electron. Tức là electron configuration từ nguyên tử phân dung với cái nguyên tử số là 87 trở đi. Anh giỏi về hóa quá. Anh giỏi về hóa quá. Phân tử dạ, vật lý dạ. Vật lý quá học đầy đủ hết á. Mà liên quan tới Phật pháp nhiều thì cái Big Bang đó. Mỗi lần tôi nói cái chuyện Big Bang đó để nói về Phật giáo đó, thì họ lại thầy độ tôi mà khác cũng độ tôi nữa. Nhưng mà vị trí có một số thiền sư cũng bỏ cái đó đó. Mà họ không biết. Tôi nghe thầy ngộ tôi này. Chẳng hạn tôi thí dụ cho anh nè. Cái gì cái thuyết Big Bang sinh ra vũ trụ là một cái thiền sư ngộ đạo của Việt Nam là bà Nguyên Kiều ở Đà Lý á. Trước khi ông mất ông làm một bài thơ dễ ngộ là về cái vũ trụ đi sinh ra nè. Tôi đọc cái bài thơ này cho anh nghe ngắn thôi. Một điểm liên quan thể bổn không phản ban tạo hóa giá cơ đồng bao la thế giới càng khôn ngoại tạm tích hàng quan sát hải trung tại thánh bất tăng phàm bạc giảm phương viên tùy khí nhiệm trung thông thủy tần nguyệt hiện thiên dân ánh sắc ánh hoa khai đại địa hồng. Tức là ngày Đại Lý là tích tên 500 năm mà thiền sư này đã biết là thế giới từ một điểm bung nó đổ ra một phải dạng ban tạo quá giá cơ đồng đó. Bao la thế giới thầm là đều do từ một điểm đó mà sinh ra, điểm Big Bang. Hiện giờ vào thế kỷ 20 mới biết được là vũ trụ cách đây 13.7 tỷ năm xuất phát từ một điểm chỉ điểm Big Bang gần Singular Point cách đây 13.7 tỷ năm rất vô cùng nhỏ nổ ra. Rồi trùng duyên khởi sinh ra âm dương rồi sinh ra các khí đầm được bù la được các hành tinh đã đủ tướng rồi sinh ra trùng trùng như khởi. Đấy, thì tôi mới qua ra cái bài thơ đó của ngài Nguyên Thiều. Tôi làm một bài thơ khác cũng nói vậy đó là một điểm hư không bỗng hóa rồng âm dương mây khí nổi cuồng phong hư không dậy sóng càng khôn xuất pháp tụ hình thiện núi sông lục đạo tâm mê ngàn dẫm chướng lưng thòi đại bệnh thế gian đồng mộng du chư tướng phô trò huyễn chợt tỉnh về nhà sắc tức không. Tôi làm rất nhiều thơ mà có một điều á là cái thầy sinh xong trong này sau này thầy sợ tôi về với người thơ ca. Thứ nhất là thầy không biết tiếng Anh, thứ nhì là thầy không biết chữ Hán. Và thằng đấu thơ không lại tôi, thầy nói tôi chỉ thua có một thâm này thơ thôi. Là thầy đấu thơ không có lại, thầy sợ tôi về thơ đường. Đấy, và thì tôi sáng tác một số thơ mình dĩ nhiên để cho phổ biến ở trong cái hoàn hạn chế, trong cái trình tâm thôi, chứ tôi không muốn phổ biến ra ngoài. Và tôi biết, và thầy nói là thầy viết cuốn sách Người đi trong đêm, người đi trong mưa. Thầy nóng lâu lắm rồi, tụi tôi trông đợi cuốn sách của thầy đạo lý với thầy thế nào để viết ra để cho tụi tôi đọc, tụi đọc thêm. Nhưng mà mãi nhiều cái chục năm sau tôi không thấy thầy viết không được, mà tôi viết rồi. Tôi viết quyển sách là Kiến Giải Tính Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Tôi viết một cuốn sách, có một số cái gì, không chừng cái gì mà nói chuyện qua danh á, có thể viết quyển sách của tôi này. Viết quyển sách của tôi viết đó. Tôi có cho thầy, tôi nói thầy ơi, thầy viết giùm con cái tựa đi thầy. Ở thầy là người đã thầy viết. Ông thầy thì cũng khen quá rồi, khen sách quá. Rồi thầy đã thầy viết cái tựa cho.
nhưng tại năm này tháng nọ không có, tôi tự tự viết tựa. Tôi tự viết tựa sách tôi luôn, và sách tôi không được phổ biến ở ngoài, chỉ phổ biến trong nội bộ. Dạ. Mà tôi viết chỉ cái tựa có một trang thôi mà thầy viết không nổi, trong mấy tháng trời, cả năm trời thầy viết không nổi. Yeah. Và có người khuyên tôi là sau này mấy người ghét tôi đó, anh đừng đưa quyển sách này cho ông Thông Châu. Ông lấy cái cục anh ông nói là ông đó của ông. Tôi nói có sao đâu, cái chuyện đó là chuyện có sao đâu. Đó. Anh có cần tôi đọc cái một cái tựa đầu một trang của tôi viết không để mà thấy cái tựa của thầy không? À, anh đọc thử coi. À, tôi đọc cái đúng là hai trang này, tôi đọc cái tựa ra đây nè. Đáng lẽ là thầy viết cho tôi cái tựa, nhưng mà thôi tự viết luôn. Dạ. Yeah. Là lời tựa. Bài thơ Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Nguyện Giác dài 266 câu. Người viết trích ra phần vô trụ Niết Bàn chỉ có 26 câu. Vì theo ngụ ý của người viết thì đây là phần cốt tủy. Tuy nhiên trong khi diễn giải, người viết cố dùng nội dung của toàn bài Chứng Đạo Ca và có thêm những bài kệ rốt ráo của Tổ và Thiền Sư khác để làm sáng tỏ thêm ý nghĩa. Người viết chỉ là một học kiếm dụng về, tuy mượn những tuyệt chiêu trong thiền kiếm của Phật Tổ và Thiền Sư để soi tâm, nhưng hãy còn quá ngu si chậm chạp và phải học đồ theo từng dấu chân và nét kiếm của các ngài. Nhân tiện trình bày cái kiến giải thô thiển, mong đón nhận lời chỉ giáo của thiền nữ bốn phương để học thêm kiếm đạo. Gặp tay kiếm cách âu trình kiếm, chẳng phải thi nhân cơ tản thi. Một câu trần tôn túc. Tuyệt chiêu như lương võ đế, tay kiếm cách lừng danh từng xây dựng cả ngàn ngôi chùa, ra chiếu chỉ cho muôn dân hiển đạo thờ Phật, y kinh tu hành, mặc cà sa giảng kinh phóng quang đắc nhã cho chư tăng và quan lại trong triều. Còn có việc trên là Phật tâm thiên tử, thế mà phải rơi kiếm chết đứng trước lưỡi kiếm vô sắc bén của sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma, rồi kiếm thủy thần quang, văn võ song toàn, Khổng Lão tinh thông, thế mà phải dùng kiếm đời đặt đứt cánh tay đi cầu học cái kiếm đạo bi truyền của tổ Đạt Ma và trở thành nhị tổ của thiền tông Trung Hoa. Bờ bên kia có Thích Ca vung kiếm, kém vô minh dứt điểm cửa luân hồi, gươm trí tuệ sáng đời sôi nẻo tối, giáo từ bi vang dội cõi hằng xa. Từ khi Phật Thích Ca vung kiếm tuệ, kém dứt vô minh, đạt chánh đẳng chánh giác, cứu biết bao chúng sanh mê muội hợp lặng trong điển khổ luân hồi, rồi chỉ một đường kiếm tuyệt vời, niêm hoa vi tiếu, trao cho tổ Ca Diếp ở pháp hội Linh Sơn, truyền qua 28 đời tổ sư ở Tây Thiên, giúp cho ngàn đời sau chúng sanh được hưởng các ân huệ vô giá này. Bờ bên kia có Ma Ha Ca Diếp, một sát na tâm nhiếp cả đạo màu, niêm hoa vi tiếu, vạn pháp gồm thâu, kinh vô tự một bầu chân không rộng. Nhờ tổ Đạt Ma vượt biển Trung Hoa khai trị cho kiếm sĩ Lương Võ Đế, nhưng thất bại, tổ phải về Thiếu Lâm Tự, nước Mỹ, ngồi diễn bích, bức mặt vào cái đá suốt 9 năm, đợi kiếm khách gia hồ thứ thiệt đến, để trao truyền Bát Nhã Kiếm. Bờ bên kia có Đạt Ma vượt sóng, mở đạo thiền rải giống cây ruộng tâm, 9 năm ngồi diễn bích cửa Thiếu Lâm, chờ tri kỷ trao ngầm viên ngọc quý. Cũng may có kiếm sĩ thần quan đến kịp lúc để tổ truyền lại thiền kiếm, bởi vì thế gian đấu kỵ, bỏ thuốc độc hại tổ đến 5 lần. Xin chào, hello. Dạ, nghe. Năm lần thần quan tức Huệ Khả được tổ khai tâm và ngộ đạo ngay lúc ấy, được tổ trao y bát truyền thừa là nhị tổ, thế là hạt giống tiền nảy mầm trên đất Trung Hoa. Mọi việc đều xong thì bị bỏ thuốc độc lần thứ 6, lần này tổ mới chịu viên tịch, nhưng còn để là một chiếc giày cho hậu thế. Bờ bên việc kia có thần quan Đoạn Tý, cầu Đạt Ma chẳng phí cánh tay gầy, ôm chí cả ớt đầy trang máu tiết, tìm cái tâm siêu việt giữa mô. Rồi đến lục tổ Huệ Năng thì thiền tông đã sáng tối trên đất nước Trung Hoa và tràn lan sang các quốc gia khác. Bờ bên kia có Huệ Năng lục tổ, bổn lai hề vô nhất vật tri âm, vô niệm hề vô niệm chân tâm, sanh muôn pháp chẳng lầm nơi tự tánh. Và thiền sư Nguyện Giác với Chứng Đạo Ca cùng một thời với lục tổ Huệ Năng là những vị tổ và thiền sư ngoại hạng của thiền tông Trung Hoa, thay thế Phật độ phổ độ chúng sanh. Bờ cũng chia các vĩnh gia Nguyện Giác Chứng Đạo Ca lời giác liễu từng câu, chứng thật tướng vô nhân pháp dị màu, diệt khứ a tỳ diệt sát na thâu. Những lời khai thị trong Chứng Đạo Ca quý giá vô cùng, nổi lên kinh nghiệm chứng đạo, chỉ cái bí quyết trong kiếm đạo của cho hậu thế. Những kiếm cách hậu sinh luyện Bát Nhã Kiếm, mài gươm chém trăng, chặt đứt vô minh, phá nát sinh tử, quyết đi con đường của Phật Thích Ca. Đại Thượng Phu Bỉnh Tuệ Kiếm, Bát Nhã Không Hề Kim Trang Diệm, phi đảng năng thôi ngoại đạo tâm, bảo tàng đạt ước thiên ma đảng. Kiến giải này có 5 phần, xem một lục.
thiền sắc hay bất cứ ai không phân biệt tôn giáo, thiện việc tham cứu. Và xin hãy hiểu cho, dù sau đây cũng là chỉ là kiến giải, trước khi đọc, xin tham cứu kỹ hai câu thơ trong Bích Nam Lục. Rõ ràng trên giấy trương tông tự, tận lực to lời gọi chẳng ơn, mai kính hết. Dạ, em nghe thì cũng rất là hay. Em có một số câu hỏi cho anh nha. Thứ nhất là anh có nói về ông thầy không tên á, ông có chữa bệnh, thì một số độc giả thắc mắc là ông chữa bệnh gì, ông có giấy phép hành nghề hay không, có license hay không. Thứ hai là rừng thiền á, rừng thiền hiện giờ là tại sao ông thầy không tên lại rời rừng thiền đi, và bán thì như thế nào, và còn những người có khúc mắc gì vấn đề tiền bạc không? Đó những vấn đề mà nhiều người đang thắc mắc. Dạ, cảm ơn anh, tôi xin trả lời cho anh. Yeah. Là thế này, chữa bệnh thì tôi thấy bên Phật giáo Việt Nam mình có nhiều vị sư biết chữa bệnh như đó. Nhưng mà cái chùa Phước An, các cái vị sư cô bên đó đó, là những cái người mà cũng có thầy, coi như là những người đệ tử của thầy, cũng có vị sư cô, họ cũng chữa bệnh rất hay, và tiết tâm tố, và chữa bệnh rất hay, bắt mặt đủ thứ đó, họ có bằng của chính phủ luôn. Thì cái Phật giáo là chữa bệnh là bình thường lắm. Đúng rồi. Hầu hết thấy là đa số đi chữa bệnh hết á. Nhưng mà cái điều này là thầy nhiều khi nói hơi quá. Thầy biết tâm cứu, thầy biết chữa bệnh sắc quốc Nam Việt với tâm cứu. Nhưng mà có điều này, một cái cô thị giả mà thân cận thầy nhất ở thầy sát rừng thiền là chị em với chị kia, thầy chữa bệnh chết rồi. Cho nó hơi buồn ở đây. Chị kia là PC, ai có phản đối với tôi không? Chị kia chết rồi, bị thầy không cho đi bác sĩ ngoài, thầy nó không có đụng dao cáo, không cho chị để thầy trị cho, thầy bóc thuốc nam thuốc gì thuốc bắc của cái chị, thuốc bắc chẳng cần, tôi có cái chị này thầy đến nó thường bóc thuốc, nó thường chị đó chết rồi, nó bị ung thư. Một lần nữa thì tôi chỉ nghe người khác nói, rồi nói đi nói lại là thầy rất giỏi, thầy dạy cả đại học nữa, đại học ở Ohio đó. Thầy dạy về cái biết cách chữa trị ung thư siêu gan, thầy biết cách chữa trị. Thì cái anh võ thì anh là giỏi, ảnh đi du học trước năm 25 rồi anh, ảnh rất giỏi. Ảnh mới cũng nghe, ảnh cũng đi dự khóa tu đầu tiên với tôi ở Kentucky đó. Sau này ảnh rút ra, anh không vô. Thì đó, ảnh biết trước tôi mà ảnh không nói, anh tới vậy, anh tối, anh tới vậy, anh chiều tối thôi. Xấu quá đi. Ảnh nói, ảnh cũng thấy thầy mới đầu, anh cũng fan như tôi, đã cũng khan thầy, thích thầy. Ảnh về thì nghe thầy có thể trị bệnh này nè, đủ thứ đó. Ảnh mới giới thiệu cho trường đại học mấy nhà bác học được không, mà mấy giáo sư đại học còn giỏi lắm. Mà nghe nói chỉ được bệnh ung thư, người ta rất là thích. Hai cái cô này cũng làm cái thị giả với dịch tiếng Anh, và anh cũng dịch tiếng Anh cho người ta, cho rồi trong đó người ta hỏi. Thì hỏi ra thì thầy cũng giảng, thầy nói bằng tiếng Việt, người ta dịch tiếng Anh. Rồi sau đó thì cho cái thằng báo này nói cái tình hạng, rồi có ông thầy vô rồi đó. Rồi chỉ biết là thầy với các vị khác, thầy giỏi lắm, ông vô, ông giảng cho trường đẳng, giảng sư đại học ở trong đó cho mấy vị kia bê luôn. Giảng ông biết trị cái thuốc siêu bệnh siêu vi gan, ông giỏi lắm. Thầy giỏi Mỹ nó còn phải phục, mà vô đại học nó giải đại học luôn. Tôi nói thầy mình giỏi vậy, thằng này tôi mê là phải, đúng là tôi mê. Xin lỗi anh, là mấy vô dạy trường giảng cho trường Mỹ là ổng không nói tiếng Anh thì phải có người dịch hả? Dạ có người dịch. Cái cô dịch với lại không dịch được thì cái anh giỏi tiếng Anh, anh chưa đi học trước, anh du học trước 75. Anh giỏi lắm, anh dịch. Nhưng mà sau này tôi hỏi anh giỏi đó, là ổng bỏ ông thầy từ đầu á, mà tôi ổng không lý do. Sau này anh nói, tôi anh nói trời ơi, anh biết tôi dục giả, tôi muốn đổ thổ, chết cho rồi anh ơi. Ông cứ vậy không nè. Tôi tào lao, người ta cười, tôi thúi mặt luôn, anh ơi. Ông không có biết gì về khoa học á, ông có tầm bậy không à. Trời đất ơi, vậy mà anh không nói cho tôi biết. Trời đất ơi, cả chục năm nay anh không nói. Tôi mới là thầy được lên đài, lên báo Mỹ, rồi nó còn ca tụng thầy dạy đại học nữa kia. Trời ơi, thầy ông nổ quá trời vậy đó. Rồi hai cái cô kia cũng nổ, cũng phụ theo, rồi mấy người khác cũng nổ theo nữa. Rồi từ cái nổ này nó chìm tay nó nổ, thì liên tiếp nổ, liên tiếp, mà thầy giỏi lắm. Siêu diệt, giống cả ông thầy còn liên hơn nữa. Thành ra, anh võ này đó, anh tôi tắt ảnh lắm. Vì ảnh không nói sự thật, ảnh làm em ra ngay từ đầu á. Ảnh chỉ giữ một khóa tu đầu tiên ở cái Kentucky khoảng năm 2002 đó. Từ đó thì sao anh cũng là bạn tôi thôi, nhưng mà anh không nói gì tôi về rừng thiền gì thôi, ông làm thinh đâu, không nói gì đâu. Nhưng bác sĩ đại ở bên kia ông còn nói tại sao ông bỏ ông thầy con cháu để cho tôi phải theo hơn mười mấy năm nữa. Mà tôi tưởng luôn
hay là tuyệt vời, ông nội đạo thiệt. Và sau này tôi học tới lớp 12 đạo là nha, hồi đó tôi ngu lắm, học cái là tôi lập lại bằng thầy rồi đó, thì thấy thầy biết sai rồi. Từ đó tôi biết học thầy, còn mấy người khác không biết đâu. Mới học lớp 5, lớp 3 có thầy tuyệt vời, thầy cao lắm rồi, ông nội đạo nghe mê luôn đó nơi. Tôi là mê nè, tôi là fan cuồng nè. Dạ. Tôi chết sống với thầy đó, ai mà đụng tới âm thông cao là chết với tôi đó. Cái chị gì đó không bằng tôi đâu, không fan, không cuồng bằng tôi đâu, không có ngu bằng tôi đâu. Dạ. Tôi là ngu, ngu cái là có hạn nên chứ không. Tôi thì theo cái đó là ảo mộng, tức là thơ cùng dở mộng đau đớn. Nhưng mà tôi thì ít đau đớn hai anh bạn với kia. Dạ. Hai anh bạn kia bây giờ từ từ thấy thầy đó, từ từ thầy thối đi ra đời và vô thường. Bây giờ đường thiền cũng vô thường thôi, phải giải tán. Tôi nói trời ơi, cái nội quy mà tôi đã quay phim trước đây mà bị tôi ghét cái đó, tôi dùng cái tên nhà tôi rất tiếc, tôi dùng tài liệu cái tên. Trước đây là phải để cho con cháu sau này để khu tăng khu ni, rồi thầy còn vẽ ra là vẽ bản đồ, thầy vẽ bản đồ hay lắm. Chị nói đó, thầy đã đồ hay lắm nha, bản đồ nhà, bản đồ, thầy vẽ bản đồ khu Mỹ nước Tây, là cái đoàn cư sĩ tại này là, rồi thầy cũng dụ mấy người Phật tử ngoài vô đi, thầy cho đất không. Sau này hồi đó thầy còn bán 15.000, cái sau này thầy bán 10.000, 5.000, 10.000 sao mà cái đó tôi biết rõ. Rồi sau này thầy cho không cũng có nữa. Thầy sau này thầy cho không nên vụ vô đây là cắt nhà, nhưng mà cắt nhà cái chị ấy không có biết, cái chị gì đó không có biết là thầy cắt không, thầy làm công không ở đâu, thầy lấy 17%, anh biết không? Dạ. Nhưng mà phần trăm mà đóng thuế đó, bây giờ công đường thiền thì ở còn miễn thuế đấy. Thì nhà nước miễn thuế, nhà nước của Mỹ nó rất là tốt, miễn thuế thì thầy sẽ lấy cái thuế đó mấy anh mua vật liệu, rồi công của thầy coi đó, thầy không có làm mướn thợ ngoài vô làm đó, thì thầy sẽ lấy 17% là thầy đứng coi, tức là anh trong cái nhà một là lot home 166.000 thì thầy lấy hết 17.000 đô rồi, rồi 5% mấy phần trăm thuế mà mua vật liệu đó thầy lấy. Cái chị gì đó không biết đâu, chị nói là thầy không lấy một tắc là sai rồi. Rồi ông thầy biểu diễn hay lắm, thì sau này anh biết thức khuya, biết biết định dài cái gì đó, một hai năm chị mới tới một lần. Chị ở lại cái 7 ngày thôi, bác tôi 7 ngày rồi chị đi, còn người ta ở mấy cả 7-8 năm, cả chục năm ở tại đó. Anh là bao nhiêu năm? Dạ anh là bao nhiêu năm? Đi xuống đi lên với người mấy người bạn tôi thân ở dưới luôn, ở dưới lão tưởng cả cả chục năm dưới rồi. Dạ hai người bạn tôi ở cả chục năm, họ là coi như là thổ địa đó với hai mấy người kia, hai vợ chồng đó cũng là bạn thân với tôi lắm. Một anh trưởng lão lớn tuổi, một anh thì bạn thân với tôi, ông Siên này, anh bán tiệm này ông xuống dưới. Thì anh biết rõ, từ từ anh cũng giúp nhiều lắm, anh biết không? Anh giúp thầy xây nhà, xây cửa này, đang làm chung với thầy, anh cũng giỏi lắm. Giờ giúp công không, anh biết không? Giờ vợ chồng giỏi lắm, mấy người khác cũng nhiều người ở ngoài vô giúp, chứ không phải một mình thầy làm đâu, cái chị kia không biết gì cả. Anh làm xuống sắn cái nỗi té gãy xương cái tay luôn, phải đâm 1-6 tháng nha. Mà thầy chửi cái chị kia còn nói xấu anh nữa. Tham của bị tệ nó ẩu lắm, mấy cái đà bắt ở trên nó bắt dán ẩu ẩu, anh bước cái té xuống từ trên cao, té xuống gãy tay luôn, bẻ băng bột 6 tháng gãy luôn một cánh tay, ông ơi cái cục tay cái này băng bột, mà sau đó còn nói xấu ông này là tham của rồi đủ thứ, mà sau này coi như là với ông này không đậu trời chung. Cái xấu ông này là bán đất lấy tiền đó, đủ thứ đó. Ông thầy ông sau này bị ông nói gian, sau này cũng biết cái từ thầy nói láo, đứa nói bắt mặt á, bắt lớn tuổi rồi bắt kêu ở dưới chùa Tâm, bắt kêu tôi nhỏ nhỏ, bị thầy bắt thấy bài kỳ cục với mấy phái nữ đó. Bên Phật giáo nó gắt nó đề mà giới nữ đó. Mà thầy thì ở chung với hai cô đó giữa đường thiền, mới đầu không ai thì chỉ có thầy với hai người thôi, và một cái ngày anh xe ở tại đó biết cái thầy cũng giỏi lắm, ví dụ có khách có này nọ có người ta này nọ thì tối thì mấy người nữ ở nhà này thầy tú đằng kia là xa lắm. Nhưng mà anh này anh canh me, anh nói tôi anh biết không, tôi canh me khuya đó, tôi thấy ổng đi ổng đi qua nhà của mấy cô anh ngủ nhiều lần lắm anh, tôi biết. Trời đất ơi, bởi không anh này hay quá trời nhau. Rồi sau này ông thầy ổng nuôi, ổng mua mấy cái con công anh. Rồi ở đó là tu thiền, anh phải yên lặng để tu thiền. Trời ơi, trong nó ỉa nó bay nhà này, phát ra bay nó ỉa cùng hết trơn, nó ỉa thằng đào, ỉa cái đầu quá trời, nó kêu, tôi kêu kinh khủng lắm, trong anh. Mà ổng dám nói ổng. Mà khi sợ người ta cho sửa, ổng biết gì hết á. Ổng học lớn người ta từ từ, ổng biết thôi. Thành ổng biết sửa điện, biết xây nhà, biết làm đủ thứ đó, nhà học lớn người ta thì chung khó gì hết. Chúng ta lại xanh không có gì trơn á. Rồi ổng quý rủa mấy người Mỹ ngoài đó, ổng nói, đây nè, đây nè. Ông la, ổng ra dưới rớt. Mấy người Mỹ nó sợ, bị thấy ông áo vàng quá. Ông sợ đụng cái này cũng như đụng cái cha lên một cái gì, họ lên họ tu tu theo Thiên Chúa, họ sợ cái cha lắm.
thèm khát máu vàng mà cậu đầu này nè, mà la vậy mấy người Mỹ họ công làm công đó họ cũng sợ nữa. Mà làm tiếng ổng như cái thật lắm này. Chỉ có nhiều cái anh biết mà gắn điện hay nước gì đó, gắn điện này đặt cọc gì đó, người ta đóng cái tiền trơn làm sao để tái tâm một cái trăm trời sao không có. Cái anh mà C mà trưởng lão đó, anh mới đi check cái CT sao nó trời vậy đóng lâu rồi, không có đóng rồi sao mà tôi làm. Cái nhắc ổng mà ổng đi đóng đó. Tức là lấy tiền xoay trở cái này cái nọ cái kia. Rồi sau này hai cái cô kia làm thư ký, thì có một cô sau này chết rồi, thì một cô chết rồi, còn một cô sau này ở Slovenia tên là Si Phạm, cô này tạm thời làm thư ký. Thì thầy có mượn tiền cô này 30.000 đô, vay tiền để thầy Việt Nam mua cái nhà cho bà mẹ ở Cần Thơ, rồi sau này lấy bán đất của thầy nó trả lại. Bán đất thì thầy nói sau này thầy muốn thực hiện cho nên là vô thường, thành ra điều kiện vô thường trong thì Phật tử đây tiếc quá, tụi tôi mới là bắt đầu phải đó thôi. Trời ơi, đừng thiền để phong cáo sau này chứ. Người ta nhiều khi cái chùa xưa để cả ngàn năm còn chứ. Bây giờ bên Mỹ mình mới gầy dựng cái thiền tâm với rừng là quá đẹp, ai cũng thích hết á. Đầu thơ kêu thầy đừng bán, thầy đừng bán. Thầy nói không được, nó phải vô thường. Rồi tất cả đều buồn bã. Thì có một số người muốn mua lại, mua cái 80 mẫu ở gần phía đây, cái đồi này quá đẹp thì mua lại. Thầy nói không được, phải cho hỏi người mù, không có ai hết á. Thì ông thầy nó ngạc lắm, thầy nó sợ. Ông đạt cái là sợ cho bộ là không chịu phải nghe lời, phải nghe lời tuyệt đối đó anh. Tuyệt đối cho độc tài trong Hitler vậy đó. Không được chết phải chết vậy đó. Thì trước đó thì tôi thấy trời, thầy với thấy cô này siêng quá trời luôn, trồng cây trên con đường tưới nước rồi thầy siêng quá, Phật tử mà đi mà giữ khóa tu đó thấy thầy làm cực khổ quá trời trời đất ơi, thầy động lòng rơi nước mắt nữa thôi, rơi nước mắt. Nhưng mà ông kia ông nói thôi ơi, làm thì có còn bán nha thôi. Là cuối cùng là bây giờ là bán rồi anh. Bán hết rồi anh ơi. Bán hết rồi. Không còn. Ổng không cho Phật tử mua. Mà bán người ta đã đợi bán cho anh Mai á. Với anh Sơn Si ở ở Kim Lượng bên kia đó. Bán hết mấy cái trăm mẫu gì đó. Nó nuôi giờ là một cái trại nuôi bò. Mua cả ngàn con lần anh. Thành cái thường tiền đặt ma đó. Trở thành tiền bò. Không có đẹp đẽ gì đâu. Như cái chị ấy nói đó. Chị nói láo. Mấy người Mỹ họ vô mua nha, bắn tháo bắn đổ. Anh đi miếng đất của tôi á, thầy muốn trả lời tôi để sau này để khỏi tiếng nói là thầy đã trả lời rồi. Nhưng mà thật sự tôi không phải 15.000 đâu, nhiều lắm. Mau như 7-50 năm đời cái cúng giường này nó nhiều lắm. Thầy làm cái giấy cho tôi trả lời cái điếp là tôi làm chủ một miếng đất 1 acre thôi. Acre thôi. Nhưng mà nó thiếu của tôi nó vậy tôi không nói nhiều. Đó, rồi 1 acre thôi. Nhưng mà cái bắt tôi đóng 3.700 đô nữa để lập cái đường dây điện chỉ đi xuyên nhà tôi không phải vô nhà thì tôi chưa cắt. Đó. Rồi trị giá cái miếng đất cái này đánh giá 15.000 đô. Rồi duy trong đó là miếng đất này trị giá 15. Tôi đóng thế với bà luôn. Đóng thế một năm. Rồi người ta mua miếng đất đó. Cái chị kia nó bán lời là không có đâu. Tôi bán có 600 bạc anh ơi. Bán lại 600. Bán lại 600 miếng đất của tôi ở đó đó. Không phải như cái chị gì nói đâu. Bán được lấy vốn là may lắm anh ơi. Không có bán lời. Chứ chị nó bán 200.000 đô là chị không có biết. Rồi biết không, cái chuyện ghen tuông đó, cái chuyện ghen tuông là thế này, sau này chị từ nhà cũng nghe, cũng phan đê nhà nghe pháp của tôi truyền bá cho, của thầy truyền bá cho đó, tôi gửi cho chị ghen tuông nhà, chị mê quá, chị giàu lắm, Abusia, chị bán nhà chị cả 1 triệu đô, 1 triệu mấy đó, chị bán có 1 triệu, chị lỗ mấy trăm ngàn á, chị mua cái nhà 200 ngàn, chị trả tiền mặt luôn hết, ôi trả tiền mặt, chị báo cáo có gì 90 ngàn, như đó, còn nhiêu, chị trả tiền mặt cả 100 ngàn, chị mua, đổi thời gian, nhưng mà chị này chị giàu lắm. Thầy biết, chị vô đây chị tu, chị học đạo, chồng chị còn là gì bên kia. Thì chị này chị đẹp lắm, chị đẹp mà chị giàu lắm. Thì cái cô mà TC này cũng ghen. Nhưng mà ông thầy không có cái kế hoạch gì không, mà ông cứ mượn cái basement của chị này nè. Chứ chị đưa gì khóa, để ông chức cũng có chuyện không qua loại, ông ra gửi đồ qua loại bên nhà ở ngoài. Thành ra cái chị này ghen. Cái chị này thấy không có cái cô thư ký này nè, ở lâu thầy nói chung là cả 10 mấy năm, ghen mới đi qua để kiếm ông thầy, kêu hoài, hay đi rắn là kêu. Rắn thầy là cổ kêu. Thì cổ qua bên đó thì cổ hỏi có thầy đây không. Cổ này thấy kỳ thái độ gì xong kỳ cục. Tôi đâu có bỏ thầy, nốt thầy đâu không. Cô lục đi. Rồi thì cổ lỡ rồi, không có, đâu có thầy đây, ông đi đâu đó, chung lại đây. Thì chị này, cô này mới để đánh cô này là đừng có bao giờ mà bám với ông thầy nha, đừng níu ông thầy nha. Ông này ghê gớm đó, chứ phải vừa đâu nha. Ông gái đàn bà dữ lắm đó. Ông chỉ chạy chạy cho hết luôn. Mà tôi có thủ băng,
hồi đó tôi xin phép chị, nếu cần chị có cô thủ băng không? Dạ. Yeah. Chị có phát cho người ta không? Chỉ là được, anh cứ việc làm. Nhưng mà bởi vì sau này cách đây cũng mấy tháng tôi không ưa, thành tôi tôi tiếc anh, tôi xóa mẹ hết rồi, tôi xóa hết rồi. Dạ. Bây giờ có thể trực tiếp gọi là chị thôi. Chị Tường Ngọc, chị chạy hết cái chuyện mà đàn bà con gái với lại chị cô Tường Ngọc, cô TN rồi đó. Dạ. TN rồi đó. Tôi nghĩ ngỡ lâu cái cày lâu là mà ly thân với chồng á. Ly thân với chồng rồi ở về đây suốt tiêu độ 10 cả chục năm đó thì cũng mới ghen, nó cũng mới nói hết cái chuyện của chị gái của cái cho chị Tường Ngọc, chị Tường Ngọc này này nghe hết. Rồi sau này tôi xuống dưới gặp lại chị thì chị mới nói hết cho tôi nghe, tôi không băng. Tôi nói trời đất ơi, trời ơi, không thể tưởng tượng nổi. Rồi cái mà biết không, chị bắn lén cho cái chị này biết chị Ngọc T mà em, con chị chỉ đứng tên 5 cái mẫu SG mà cái cỡ cơ đầu tốt nhất, đẹp nhất, có những rừng quá đẹp. Ủa nó, thầy nó không bán trai hết tất cả, nhưng mà bắn lén, lấy tiền. Rồi bán cái nhà phía trong cái nhà đầu tiên nó bán cho thằng Mỹ thằng Bóp, bán cho thằng Bóp. Rồi nó mua lại cái sườn xưởng gì đó biết nữa, rồi sau nó ở không được nó bán cho người ta. Rồi sau này thầy bán hết hết từ từ, bán mấy trăm cả, trăm mấy mấy chục mẫu kia rồi rồi bán để làm chuồng bò đó. Rồi yeah. Sau nhà cửa mà Việt Nam bỏ chạy hết rồi. Dạ. Việt Nam bỏ chạy hết. Vô rồi sức đầu có đáng đổ máu tại ngoài hết. Đến nỗi anh H, anh C nó cũng bỏ chạy ra ngoài luôn. Rồi bởi vì ngăn thầy không được. Ra tòa anh biết mới ban đầu có cái chị mà sư phạm đó đó làm thư ký tạm đó, chỉ mới làm thư ký tạm làm sổ sách gì đó thì hai mấy cái người ở dưới mới nhờ cảnh sát để mà can thiệp dùm ngăn thầy không được bán rừng thiền như thầy đã hứa. Thầy hứa là cho nếu bán thì cho, không có bán ai hết, cho người mù, cho mọi người mù người Mỹ để làm từ thiện donation, không cho ai hết, đây là của công, của non-profit, không thể buôn bán, không phải là của riêng của thầy, của chúng sanh bá tánh đóng góp, không phải của riêng thầy, thầy không được báo. Nhiều khi mẹ ông thầy ông độc tài lắm, không nghe Phật tử đóng tiền cũng là Phật tử, thầy có tiếng nói. Mà hai cô thư ký kia là fan ruột của thầy, thầy đâu nói gì nữa. Dạ. Yeah. Và rồi từ đó mà xích mích với người mấy người này. Rồi có nhiều khi đồn là có mấy người này cướp rừng thiền, không phải. Mấy người này đi họ ở đó, họ chết sống đó luôn, họ bán nhà, bán cửa hết. Hết việc làm, họ trong đó họ dưỡng già, thành đó họ bảo vệ rừng thiền như cái nội quy đầu tiên. Dạ. Muốn để là cho con cháu sau này để tu hành, để phát triển thiền tông. Chứ không phải để bán, để làm chuồng bò, lò sát sinh, không phải. Dạ. Bởi vậy biết, trên bản đồ Mỹ đó, có con đường là Huệ Năng Treo, Huệ Năng là lục tổ Huệ Năng đó. Dạ. Huệ Năng Treo là con đường nó để thẳng bây giờ, nó phía sau dục ngã lắm, bổ tới này cổ cũng thấy cầu luôn. Con đường nó đâm vô cái chuồng bò, trong cái trại bò lớn nuôi cả ngàn con của Mỹ. Yeah. Không còn là vệ năng treo gì đâu. Yeah. Rừng thiền tan nát hết rồi, không còn gì đâu. Mà đúng ra phong cảnh đó thì quá đẹp, rừng thiền quá đẹp. Tụi tôi mê rừng thiền mà tới khúc giờ có phải. Bởi anh hỏi cái chị kia thôi, chị còn không? Cái chị mà qua đó, rừng thiền còn không? Thì này bán rồi, mà bán vô túi ai? Yeah. Bán vô túi ai? Mà anh biết thầy dây nợ, trả nợ, dây nợ, lấy tiền tiền cầm, rồi ông bán lén lút, rồi tụi tôi không có biết. Mấy người chứ không biết mới là nhờ cảnh sát, thì cảnh sát tới cái nhà của chị, cái chị đạo của chị Nga, chị không ở đây được. Nhưng mà tới thì cảnh sát lục banh nhà chị đó, để chiếm sổ sách, nhưng mà không có. Dạ. Yeah. Sổ sách biến mất rồi, nhiều khi đổ thừa, cái chị TC trước đó, chị chết rồi đó, nhiều khi đổ thừa. Nhưng mà cái anh C là trưởng lão đó, ảnh sưu tầm, ảnh biết được rất nhiều tài liệu. Buôn bán thế nào, bán dây cho ai, lấy tiền bao nhiêu anh biết hết. Yeah. Và khi đó là có một cái mục sư bị kiện ra tòa thu 200.000 đô, mà chỉ thu gần mà có sổ sách đàng hoàng nha, còn của thầy không có sổ sách đâu, của thầy không có sổ sách đâu. Yeah. Nhưng mà có sổ sách đàng hoàng thu 200 đô, mà chỉ xài riêng có 100.000 đô thôi, bị anh bắt ra tòa ở tù 15 năm. Trong lúc đó, trong thời gian đó thì tính không có thưa thầy, nói thầy đừng có bán nữa, thầy ở để giữ là đừng thiền. Nhưng mà ông lén nó cũng bán, ông nói ông cái miệng lưỡi giống hay lắm đó ơi. Người ta thả tin là chết, tin yeah. là chết, bị chủ, bị lừa. Bởi tôi theo mình thức khuya mới biết ngày hơn 10 năm mới biết sự thật. Hơn 10 năm mới biết ông này không có đạo. Dạ. Yeah. Ông chỉ cóp của người ta thôi, cóp của Hòa Thượng Thích Thanh Tường thôi. Dạ. Yeah. Cóp của này mới cấp mấy chục trăm, 40-50 năm đời, học được lòng thì cũng học với con chát, chứ có gì đâu mà không trả lời được. Anh thấy mấy người bán cá, bán hàng tôm, hàng cá ngoài không? Dạ. Yeah. Họ nói chuyện không lời rồi đâu, họ nói hàng ngày. Đúng rồi. Mấy chục năm anh chửi không lời họ đâu.
Nhưng mà thấy chắc là ông này ông cũng nói hay, thuyết phục cao với mấy hai anh này, anh nó giới thiệu nhiều người là Thì đi học đó master gì, là đi tôi cũng học cũng là giống như khoa anh học chị gì vừa bác nói sĩ là mà đi học theo, là học đạo là ông hay lắm mà. đúng rồi, ông nói hay lắm mà đây tụi tôi mà thuyết phục mà anh biết tụi tôi gọi là cũng có trình độ chứ phải không đâu, nhưng mà ông nói là tôi thuyết phục được tụi tôi đó. Nhưng mà lần này thì vì tôi học đó không biết đạo Phật, nhưng mà khi tôi nghiên cứu thì phải tự học, mình học lớp người tu thì mình biết chứ, mình học lớp A phải lên lớp một trong những lớp 12 chứ, thì lớp 12 mình cũng biết nhiều rồi, lên đại học mình biết luôn, thì tới lúc đó là ông thầy tới điều đó là ông thầy thua. Anh nói đúng nói lúc này nè, bởi vì cái ông thầy ông anh biết là ông đáng của người thơ ca mà ông nói tới thôi tưởng nổi thôi. Rồi khi mà cuối cùng có một khóa tu đó, nó có nhiều người các anh chị khi biết, khi mà coi như coi tâm thiền nó có một cái là coi như là hỏi đạo đó, coi như là để hỏi đạo đó, hỏi kính giữa thầy với coi nghe học trò mình tới đâu, nó có đạt đạo tới đâu sao sao đó, thì là giữa thầy với ấy chỉ thầy với trò thôi. Nhưng mà tôi muốn trình coi như trình đạo đó, thì tôi nói cuối khóa tôi mới hơi trình đạo, thì trình đạo với thầy với tôi thôi. Thì mấy người đó cũng 50 người, không biết có cái chị kia không, cái chị qua kia không biết không, mấy người đó phản đối, bắt được thầy nó lớn, bắt được thầy nó lớn, thì tôi bắt buộc phải trình đạo với thầy tôi nó lớn. Và khi tôi nói anh biết tôi là biết viết sách nha bạn, tôi có viết sách nữa, và tôi nói cách trung bình thôi chứ không nói cao lắm, tôi nói cũng khá dài. Và cuối cùng mấy người đó anh hắc ở dưới là ảnh này cũng có bằng master đó, ảnh nói tôi là tuyệt, coi những cái gì đây, ảnh nói tôi là kinh khủng á, tuyệt vời đó, bao nhiêu người khác cũng rất là thích. Rồi có cái bắt mặt đó với nhiều khác, bây giờ thầy hỏi, xin lỗi tôi lộ cái tôi tên là không, danh tôi là NG, nó thầy thử hỏi anh NG có ổng bí không. À đúng rồi, thầy Nhưng hỏi mà như này, em nghĩ là nghe giọng anh này là chắc là những người trong đó biết hết rồi, nếu mà anh tiện anh biết 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 rồi. À, bây giờ thầy nói thế này nè, nhưng mà tôi hỏi một câu này á, thế nào chú energy cũng cũng chết cũng bí. Rồi mấy người đó, tao thầy hỏi đi, thầy hỏi đi, tất cả đều thầy hỏi đi, thầy hỏi đi, tôi cho anh energy có biết không, thầy hỏi. Rồi bắt mặt rồi chết rồi, tội nghiệp lắm, thầy hỏi đi, thầy hỏi coi chú energy có biết không thầy. Thầy cười sao chấm nổi. Bây giờ ông quật ngược là ông chết với tôi. Tôi quật ngược là ông chết với tôi. Bây giờ ông biết những cái trong đó thôi, còn những cái ngoài nữa không biết đâu. Cái gì không gian, gì khoa học, gì thiên khởi với Phật Pháp mà không biết đâu. Mà cái đó là đạo đó, thấy được đạo là thấy mấy cái đó luôn mà không biết đâu. Sau này có một lúc nào ông nói găng dữ lắm, tôi mới hỏi một câu để tặng ông lại, ông hết găng nữa đi, vì tôi biết là tới đạo nó luôn hết rồi. Mấy người khác không biết, tôi biết hết đạo rồi. Chỉ có tôi chọn là ông thôi, chứ mấy người khác không đủ sức để chọn đâu. Đó, thành ra tôi là người đi theo đó là sát với ông giọng. Rồi tôi hình đó nghĩ tôi bỏ hết việc làm, tôi đã đi theo thầy sách cà táp trong sách giáp cho ông mà. Mấy người kia không chịu, mấy người thôi anh ơi, ông lợi dụng ông đó, ông biết cái sở trường của anh vậy vậy rồi cái mổ để khuyết cho ông để ông nổi danh á. Thành ra tôi không biết sao mà tôi tính im tiếng này. Tôi tính là bị mình tu thiền, cũng tu Phật thôi, mình kính Phật mà mình sợ những vị thầy này quá đi. Mà tôi cũng bị vậy, có thấy là từ trước đến giờ tôi thấy ông thầy thầy kia nếu có gạt Phật tử này cũng thường thôi, gạt các tầm thường, còn ông này quá siêu này, với cái là tuyệt đỉnh quá giỏi. Tôi đã bảo thông minh nha, công nhận thầy rất thông minh, thầy giỏi lắm. Nhưng mà bây giờ tôi gọi anh võ đó, nói chưa tôi đã tôi hỏi nó sự gì, anh nói tao kêu thầy cái gì nữa, thầy kêu thầy cái gì nữa. Dạ anh ghé bản gì, anh ghé bản gì? Dù học một ngày một giờ cũng là thầy, anh nói là không được hết, quá trời rồi, quá sức rồi, anh không cho tôi gọi bằng thầy. Dạ. Anh đã giờ tôi, ổng nhỏ tuổi hơn tôi mới gọi là chú Hà đó. À dạ. Có cái chị vừa qua đó, cái chị vừa qua nói là dù một ngày một giờ cũng là thầy đó, mà lại thẳng thầy, những cái người đó chỉ là rùi bu thôi. Dạ. Những cái hạng người tôi chỉ là rùi bu thôi. Không kể, không đáng kể, thầy không đáng kể. Nhưng mà đây, tôi có một số tài liệu tôi sẽ gửi cho anh từ từ. Một số tài liệu trước là cái mà tôi đóng 15 ngàn và một số chi thu của thầy ở tại Thiền Đạt Na. Và những gì mà thầy mua bán lấy của cải, thầy mua bán ở Arkansas. Đó. Cái chị nói cho 80 ngàn là mua cho phi nhân đó, là thầy còn có mà công ăn gì ông gì đó, nói độ 15 ngàn dễ ở, không phải là tiền 80 ngàn đó đâu, không phải của thầy. Thầy với cái người kia không có đi làm, không có job, không có đóng thuế, thì tiền 80 ngàn đó đâu,
Dạ. Và cái của thầy á, thầy chi phí cái này hối lộ này nó cả từ 400.000 tính cả triệu đô la lận anh, mà cái ông mục sư kia chỉ có 200.000 đô mà ông hối lộ có 100.000 đô mà ông bị tù 15 năm. Thì anh biết ra tòa đó thì bởi vì cảnh sát Mỹ đó là nó thằng cái state police thôi, nó vô nó lục phá cái để làm tìm tài liệu đó, đó thì nó không được gì hết. Dạ. Thì nó khuyên người ở tại đó đó, anh nên ra tòa đi. Thì mấy người đó mới ra tòa, mới tòa mới được, bây giờ chuyện này lớn ra tòa mới đủ sức chứ, chứ làm coi như là state police nó chậm lắm, anh ra Dạ. tòa mới được. Thì ra tòa thì có mời giấy, tòa mời giấy, thì cái deposition đầu á, khỏi cung á, thì nó là chỉ là đơn sơ thôi. Thì tạm thời tòa đưa cái tráp coi là tạm thời đình chỉ không được bán đất, mà chỉ tạm thôi. Rồi bắt đầu cái thứ hai đó, mà tòa phải chính thức rồi mới đi tới dần dần đưa vô cái chuyện hình sự của ông này, có thể bắt ông này. Dạ. Bọn thầy đang cao tham mưu học cũng không phải vừa, cũng có người bằng master rồi không phải vừa đâu. Đúng. Thứ nhất là ông nói đưa luật sư ông, thì luật sư ông này ông biết tiếng Anh. Thứ nhất là gì ông biết tiếng Anh gì hết. Thứ nhì ông về Việt Nam rồi, ông Dạ. có đây các tòa đồ tới đang đi dự giữ ra tòa ra cung nữa đó, đi khỏi cung nữa đó, là cái mấy cái sau này là ông chết đó anh, là tự nguyện đó, chết Dạ. thì có đầy đủ bằng chứng hết anh. Nhưng mà dù họ không mang cái mặt, ông chạy, người này đứng tên, ông chạy, người đứng tên hay lắm, rất giỏi chứ phải vừa đâu. Có cái chuyện này nè, tôi nằm mơ tôi thấy đó, tôi nằm mơ tôi thấy, tôi mơ nha, là tôi thấy ông suối cái coi, còn mấy cô này cũng đi tu nữa, tôi là bằng tỷ có bằng kỹ sư rồi nha, cũng nghe 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 pháp mà bỏ bằng kỹ sư bỏ hết, cạo đầu đi tu, vô đường chìm cái cốc đi tu, nhưng mà sau này cũng ra đời rồi anh ơi. Và Dạ. thầy ép của cô này á, tôi nghe đây là cái tin đồn nha, tôi nằm mơ thấy nha, tôi là tên tê thì nằm mơ nha, Dạ. để về Việt Nam làm đám cưới, cưới cái em cùng cùng mẹ khác cha của thầy, không biết có đi chung một bữa là không, tôi không biết đi chung cái bữa mình gặp Kim Ngân không biết, để qua đây làm giấy tờ giả đám cưới giả để được qua Mỹ luôn. Bây giờ anh đã ở bên Mỹ luôn rồi, anh rất là tây a và tây a rồi, tây a rồi, anh đâu bên Mỹ luôn, là nhà cô T làm giấy tờ giả, tức là người tu hành qua mặt luôn hình sự của Mỹ, luật pháp của Mỹ. Mà cái này tôi là mơ thôi nha, tôi là Dạ. mơ đó. Thì tôi hỏi những cái đó làm sao phục anh biết không, người tu hành là phải chân thật để đừng mất uy tín đạo Phật, anh biết Dạ đúng đạo rồi, Phật là chính làm giấy tờ xác. giả, đạo Phật là hung thú giả, đạo Phật là đi lừa đảo, đạo Phật là đi ở trời đất ơi, động thổ chết rồi anh ơi. Bây giờ có cô nó rừng thiền đẹp không còn nữa, xin cô nha, cái cô vừa qua đó bây giờ là trùng bò cô ơi, rừng bò người ta nuôi bò nhiều lắm, Dạ. nuôi bò nuôi chó nuôi nó sủa tối ngày không còn yên lặng nhờ trước đâu, không mà tu hành gì được đâu, mất hết rồi, tan nát hết rồi. Thưa cô ơi, cô không biết gì cả, chúng tôi ở đó từ A tới Z mà chúng tôi không muốn lên tiếng Dạ. để coi người ngoài đời họ nói thế nào. Cái ông thầy là môi mép miệng lưỡi với ông tới đâu, tôi nói ông thầy là tuyệt vời, bởi vì nó tôi phanh cuồng đó, tôi Dạ. cuồng ông từ đầu mà mấy cái chị thật qua thua tôi, cuồng thua tôi, Vậy cái chị là thật qua là thua tôi, tôi cuồng thua tôi. anh là fan fan cuồng 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 luôn không, nhưng mà bây giờ đã tỉnh Đúng rồi, ngộ được tôi cuồng của ông đó, không? Nhưng mà giờ là tỉnh ngộ ra tỉnh ngộ rồi không? đây, tôi tỉnh ngộ rồi. Mà tôi bị dịch, tôi là Phật tử, tôi tu Dạ. thiền, tôi muốn không muốn lớn tiếng, không muốn cho người ngoài biết. Nhưng mà cái chuyện này tôi trách ông thầy là của mình tu hành thì nó tu hành đi, cái chuyện cũ ông trốn được thì trốn đi, trốn police Mỹ ông kiếm ông hoài đó, Dạ. kiếm lại để ra tòa đó, ông trốn vô trung tuổi sao mà ông trốn hay thì ông giỏi lắm, mà tôi thấy ông cũng có cũng tam tục lục kế, ông giỏi đó, chạy trốn quá hay quá hay, bây giờ ông lại nổi lên tôi mới biết đó, chứ Dạ. ông mất tung tích lâu rồi. Dạ. Ông giảng đạo thì hay lắm, cô kia nói đúng đó, bữa nào cái anh đi nghe đi, ông nói hay lắm ở đâu anh không mê nữa thôi nhưng mà chết Để nha, chắc là em cũng phải nghe chết thử, tại vì em thì cũng là đạo Phật, nhưng mà từ trước đến giờ em chỉ có quan điểm là thờ cha kính mẹ đạo Phật trong nhà thôi, nên em chỉ dạ đi đi những cái lễ đi đi đi, đi chùa thôi, chứ còn cũng không dạ bởi vì có giờ biết nhiều. không, không biết ai mà cái giả hết á, cho Dạ nên đúng tôi rồi. mới chủ trương là tu đại gia, Dạ, với lại cha tôi mẹ không tin ở đâu mình cha mẹ ở nhà là giống như là Phật ở nhà rồi, luôn. mình bởi kính bởi đền vì anh trong biết nhà. thêm cái thế này nè, tôi nói chuyện này thắc cười lắm, tôi có đi chùa một chùa gần đây, tôi chùa cũng khá lớn á, Dạ. thì tôi có đi chùa
rồi các vị sư các ở các nơi tới để có một thầy kia cũng mà thượng thích từ qua đi qua thì giảng đạo này nọ, mà bị gì thầy giảng nó sang cái vấn đề mà sang vấn đề mà cái gì sấm á, sấm quả ảo này đó, mấy cái là mê tín, sấm quả ảo, sấm là mê tín. Tôi mới cố tình trong cái buổi ở basement tôi tặng thầy một bài thơ của tôi dài chỉ có 250 câu thôi. Tôi tặng thầy thì cái vị trụ trì đó thì cục mặt xuống, ông thầy chậm ngưng vài khúc rồi xin bài thơ của tôi, rồi ông nói cái bài thơ này mà đưa mấy bà già cầu thì mấy bà dùng sọc rác rồi. Nhưng mà cho thầy xin, thì thầy xin thì sau thời gian đó thì cái vị trụ trì nó nói rằng là thầy kia đó, tại Hồng Kông có cái chùa ở Oklahoma cũng đại tử và thượng thích là từ 6 tháng qua thầy sẽ qua và giảng lại cái bài thơ của tôi. Rồi 6 tháng qua thầy có qua thiệt, rồi bắt mặt với anh Hắc. Anh Hắc là con hội trưởng ở đây nè. Ông nói trời ơi, anh ơi, anh N ơi, anh làm sao biết bây giờ thầy trụ trì kêu là bây giờ thầy thông, cũng gọi thông tê đó. Yeah. Qua chùa để giảng cái bài thơ của anh đó thôi, giảng bài thơ của anh kìa. Yeah. Bài thơ của tôi chỉ có 250 câu thôi. Yeah. Nhưng mà tôi bắt mặt cũng không phải nhà tôi nữa, thì tôi có đi qua nghe giảng. Không có giảng anh ơi. Yeah. Không giảng, không có giảng bài thơ của tôi. Thì tôi cũng hơi buồn một xíu, rất khổ vậy đó. Tôi chính là yên lặng luôn để mình tu tại gia thôi, cũng không ai biết gì mình hết. Tôi có lên hồi đó, tôi có lên một nhà con nhà cháu trên cái website của tôi. Qua mười mấy năm thì cũng được đâu khoảng chừng 50-60 ngàn người vô coi. Nhưng mà gần đây bị Covid thì không biết con cháu tôi làm rải hạn người ta cúp rồi. Yeah. Cái là bên kia mà jack.com là của tôi đó. Yeah. Bây giờ tăng gấp rồi, trên đó có bài viết của tôi khá nhiều, có sách tôi viết trong đó, với thơ ca của tôi, thơ tiền công của tôi viết trong đó đó. Dạ. Yeah. Nếu mà có dịp mà anh có thơ hoặc là làm gì, anh có thể cho đưa qua bên channel bên em để hay thì mà em bên em chuyển tải cho. Tôi cũng đúng ra thì tôi cũng có phổ biến cho một số người bạn thân thôi. Dạ. Yeah. Người bạn thân với anh gì đó, anh giảng thiền ở tại anh CH ở Montreal á, tiểu bang Quebec của Montreal đó, anh đã thân với tôi lắm, anh cũng giảng thiền ở đó, anh lấy sách của tôi và anh SM, anh cũng rất là thích sách của tôi. Yeah. Nhưng mà tôi muốn phổ biến hạn chế thì yeah. coi tùy. Dạ. Tùy. Dạ. Yeah. Tùy duyên thôi. Dạ, yeah, tùy duyên. Rồi đó. Một số người trong đó là biết sách của tôi đó. Yeah. Nhưng mà sách thì tôi đã update rồi, tôi có biết nhiều hơn nữa chứ không, tôi không biết mấy người đó là sách cũ rồi, tôi biết là gửi cho họ, một số người họ biết đó. Yeah. Nhưng mà tôi thấy khác, tôi update những có những cái đặc biệt lắm. Dạ. Yeah. Mà có những cái tôi giấu nữa. Dạ. Yeah. Vì thì có gì anh gửi, nãy anh nói gửi em những giấy tờ biên nhận gì đó, thì có hình ảnh gì anh gửi cho em thì em sẽ bỏ lại cái video đính kèm với cái buộc trò chuyện của anh với em để cho cộng đồng người hải ngoại. Tôi gửi em một số giấy tờ chi thu của thầy Thông Châu với là mấy người khác ở Oklahoma và một số nơi khác như thế. Vậy cái này của một anh trưởng lão gửi cho tôi để chứng tỏ là đây là sự với cái tác đòi gì đó, biết nữa với lại mấy cái điều cảnh sát police rồi đấy rồi đó, rồi cái đó là sự thật đó. Yeah. Mấy người ngoài không biết đâu, nhưng mà tôi im lặng luôn thôi, để thầy im rồi thôi, mình cũng im luôn đi, để cho nó đâu nó cái chuyện cũ chết nói môi đâu hay đâu, ai nhà ông thầy giống giang hồ, ông xuất thái xuất giang hồ. Yeah. Rồi có nhiều người hiểu lầm, tôi chỉ sợ tội nghiệp mấy người khác thôi, bị lừa đó, tội nghiệp họ thôi. Yeah. Rồi họ thế nào cũng đúng bánh á, thế nào mỗi cực bị lừa ngay được. Yeah. Đừng thầy ông giỏi lắm, tôi nói ông rất là giỏi nữa. Thì tôi chỉ sợ vậy thôi, thành tôi mới lên tiếng thôi. Chỉ là cái chị kia nói có nhiều cái sai lầm, không có đúng. Chỉ có lúc đầu là đúng là thầy giỏi, thầy ông giảng đạo rất hay. Nhưng mà cũng bán buồn thiền mỗi người được lời 100-200 ngàn, không có đâu chị ơi, không có đâu. Tôi miếng đất 15 ngàn đó, như là một số tiền tôi bỏ vô đó, là miếng đất cho thầy cắt cho tôi, tối trị giá bao nhiêu cũng được. Thầy trị giá tôi 15 ngàn, dữ dội lắm, bán có 600 đô mà chị ơi. Không có lời giống gì đâu, bỏ tiền nhiều lắm, bỏ công sức nhiều lắm. Có nghĩa là lúc là anh đưa cho thầy là 15 ngàn, nhưng mà sau này anh lấy đất đó anh bán lại chỉ có được 600 đô thôi. Được 600 đô. Ồ, lỗ nhiều à. Mà trước đó tôi đóng cho miếng đất đó 3.700 nữa, bị thầy bắt buộc phải đóng. Đóng bị có thầy có dân cái đường dây điện đi ngang nhà tôi, chứ đi ngang cái miếng đất tôi thôi chứ đưa cho vô. Dạ. Lại có đường nước đi ngang thì tôi phải đóng thêm 3.700 nữa. Dạ. Tôi bán chỉ có 600 bạc. Dạ.
Rồi không có lời lắm gì, như chị nói bán là lấy ra 1-200 ngàn đô lấy tiền vô hết, không có đâu chị ơi. Mà tiền banh rồi chị ơi, chị sao chị không nói lúc là mà thầy bán đất hết rồi. Thầy bán đất mà cái đó để được tiền đâu phải là cách để cho một vài năm. Tụi nếu tụi tôi biết cách 5-6 năm sau mà giải tán tụi tôi không đóng tiền. Tụi tôi nghĩ là cái này để tôi buông đời cho con cháu. Mà thầy cũng nói vậy nữa, trong cái đội quy đầu tiên đó. Rất tiếc bởi vì cái chuyện này tôi muốn xóa luôn, thành là tôi muốn xóa cái đội quy của tôi coi sao băng đầy đủ đó. Tôi xóa rồi, hứa là sau này sẽ đời đời cho con cháu này là khu tăng, khu ni, khu cư sĩ nam, khu sĩ nữ, rồi để con cháu ngày sau nó nhớ tới đạo lý rồi phát triển đường thiền, phát triển cái thiền Phúc Lâm tại nước Mỹ là quá hay, tuyệt vời luôn, nghe nghe quá trời hay, tận mây xanh luôn, ai nhà sụp đổ tan nát tới đời thành ra tụi bò. Bây giờ là rừng bò, cái tắc kỳ sống rừng thiền Lạt Ma nữa nha, nha thưa quý vị. Dạ rồi. Rừng bò cái tắc kỳ không phải là rừng thiền. Cái chị gì nói nó không còn. Bây giờ trên website vẫn còn nhưng mà không có nội dung gì hết. Trên website cũng là rừng thiền Lạt Ma nha, có. Không có gì hết. Cái đường đã thành rừng bò. Dạ. Rồi Mỹ nó vô săn làm gì tùm lum trong đó đó. Việt Nam chạy trốn nó hết rồi. Chỉ người Mỹ vô thôi. Nếu từ đầu quá, lúc đầu mà thầy nói sau này giải tán thì tụi tôi không bao giờ vô. Bác sĩ Đại, những người khác biết là lúc chạy trước rồi mà họ lại Việt Nam cái người Phật tử mình lại ngộ, họ không nói, họ sợ nói phạm thầy là tội lắm. Một thầy một giờ cũng là thầy, như chị Hoa nói một giờ cũng là thầy, một ngày cũng là thầy, đừng có phản thầy nha. Người ta nói tôi phản thầy rồi đó. Mà tôi không nói ra tụi kia, tại mấy người đó bây giờ tôi tất mấy anh võ bác sĩ Đại nè, mấy người khác không chịu nói tôi rõ ràng sao. Cho nên tụi tôi mới theo mười mấy năm nữa là tụi tôi bị lừa, và tụi lừa này đắt nặng, siêu lừa. Đó. Bởi vậy tôi mới nói biết mà không nói là bất nhân, nói mà không có trời ý là bất nghĩa. Thành ra tụi tôi muốn im lặng, cây lặng mà gió chẳng chặt mừng. Thầy lại cho tặng người này 80 ngàn đô, đi cho 80 ngàn mua nhà, đâu có tiền của thầy. Trời ơi, anh coi những cái nít, những cái này nọ giấy tờ thầy vay mượn trong nhà băng này đã thấy anh hết hồn luôn á. Vậy thầy ra tòa bà tù. Bây giờ ông biết ông chạy trốn đó, là vậy đó. Bây giờ ông là ổng lại tái xuất hợp. Tôi trách ổng, tôi có nhắn với cái anh T, T A rồi đó, dường như em của thầy là phải, em cùng cha mẹ qua đây đó. Mà có chửi một số người bạn tôi đó. Và cái chị gì đó đó, nói đó, tôi có nhắn là, tôi có nhắn với cái người bảo vàng. Tôi kêu chú Hà đó. Chú đã bán hết đường thiền, là bán thật bán tổ rồi, còn gì nữa đâu, bán ngày Huệ Năng luôn. Con đường Huệ Năng treo có trên bản đồ Mỹ đó, trở thành đường đi đến chuồng bò. Tổ Huệ Năng mà sống lại á, cũng chết luôn nữa. Chết luôn, đường thiền bây giờ thành rừng ma hoặc rừng bò. Chứ không phải đường thiền nữa đâu, không ra đặt ma gì nữa đâu. Đặt ma tổ thầy bán hết rồi. Thầy đừng có giảng nữa. Mệt lắm, bởi vì bây giờ còn làm còn giảm có tu gì nữa trời. Tôi đã ở từ đầu mười mấy năm trời rồi, mấy người này chỉ lâu lâu mới tới một lần sao biết, chỉ biết nó nửa chừng à sao biết. Bởi Đức Phật nói là như người mù sờ voi đó. Cái anh mù anh đứng ngay cái cột ngay cái chân voi đó, ôi ông cãi luôn, ô con voi nó giống như cái cột nhà. Còn anh mà đứng ngay cái bụng voi, ô con voi nó giống như cái trống. Còn anh mà đứng ngay cái đầu voi, ô con voi giống như con sâu, cái cãi lộn ra hoài. Đó là vậy, người mù sợ voi. Biết có một chút anh chị vừa qua đó, biết có một chút xíu thôi thì cũng giống như là tôi mới bắt đầu thôi. Thì tôi không lỗi, tôi cũng có lỗi, nhưng ban đầu là tôi cũng cuồng đó. Mà cuồng ông nói cũng phải cuồng như chị, là chị còn khôn hơn tôi, còn thông minh hơn tôi còn ngu hơn chị gấp 10, gấp 100 lần nữa. Tôi theo tới mười mấy năm là chút lấy thương đau. Còn mấy người bạn tôi ở dưới kia còn ngu hơn tôi nữa. Xin lỗi mấy người đó nha. Tôi ngu 1, họ ngu 3, ngu 10. Họ tức hơn tôi cũng cào báo đó. Tôi ở xa mà tôi tức 1 và tức 10. Bây giờ không biết làm sao, mới là không ai tin. Chỉ ngậm đắng nút cay thôi. Nhưng mà tôi nói để cho nghiệp hoặc thôi, chứ tôi không biết, không muốn nghĩ đến nữa, không muốn nói ra. Không muốn nói ra nhiều. Nói xấu đạo Phật đó. Người ở ngoài, người ta nghe ta cười chết. Cười Phật giáo nữa đây. Cười Phật giáo, thành ra tôi không muốn nói nhiều. Mà bởi vì chỉ là qua nói có những cái điểm sai, thành ra tôi mới lên, chứ tôi không muốn lên. Nó xin lỗi anh vậy đó. Tôi sẽ gửi anh một số tài liệu. Rất là cảm ơn những chia sẻ của anh. Nếu mà những chia sẻ của anh mà đúng thì rất là giúp cho rất là nhiều người, cho những người chưa có thông tin. Tôi còn có những người mà chính thức kìa. Tôi kêu anh mấy người đó lên, họ nói thôi thôi đi anh em, bỏ đi
Tôi nói thôi vậy thì anh không ra, anh mấy người đó là cầu trụ đó nha, còn nữa là còn đại con cái những cây cầu thủ lớn đó nè, là mấy anh trưởng lão của tôi đó, là anh là thứ dữ đó, mà tôi chỉ là em út nhỏ nhỏ nhoi thôi. Yeah. Mà tôi chỉ giấy qua tôi chỉ nói những điều vậy thôi, sơ sơ đẳng của tôi thôi. Yeah. Còn mấy người đó là mấy người gọi mấy người ở trong cuộc còn sâu hơn nữa mới hiểu rõ hơn. Tôi tuy là cũng trong cuộc đó, cũng ở suốt mười mấy, cũng là sống mười sát với năm mười mấy năm đó, và tôi mới mới khám phá được cái chuyện đó. Dạ. Dạ, rồi cảm ơn, rất là cảm ơn buổi chia sẻ của anh đối với vị trí chú. Anh có lời chào với quý vị khán giả mà. Dạ, tôi cũng xin chào tất cả khán giả, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin cảm ơn tất cả. Dạ, xin chào anh. Dạ, tạm biệt.